How do I get meow? Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Hello chị Google nha, lúc cái đầu luôn. Này luôn ở đâu? Bình minh hơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Chơi với qua ngày đông, sao thấy Quốc Bảo, cô đơn đánh nhau và không lạc lõng. Vẫn bị ngớ ngẩn à người nha? Hoài lắm. Đầu mà đi rủ đi đánh nhau thần kinh à? Em đầu đồ mà. Anh mình gắn rồi. À hôm nay là chuyện pha Thắp Hương với lại cũng dĩa trái cây đúng không? Má may mắn ghê trời. Hoài lắm, miên mập hoài lắm. Nguyên Văn Thi, chào hoặc tai rơi. À, cắm nín luôn. Sợ quá. Hoặc mưa rơi. Lòng chợt nhớ đến nét vô cùng. Chuyện tình năm ấy không sao quên được. Ngậm cái mồm lại đi Minh. Giờ hai ta ở hai nơi. Lòng người Phạm Quang Chiến nay gạch vui thế nhở. Hổ không cầm chó đợi ỉa trong khu rừng. Được. Lúc trước em ra đi là có lý do đúng không ạ? Ngoan đi Minh Bảo ơi, đồ má lẻ nhẹ lắm anh nhỉ. Như rồi nào? À, nó thì im lặng ngon đi đến mình gắn nha. Ý cái cò gãy răng ấy. Người đéo ra người 9-10 lô đít. Nguyễn Huy, chào đại ca chưa thấy. Đại ca đại bảng nữa. Hoài lắm. Anh lên rời xa em nghe biết em hay. Quên hết đi tháng ngày bên anh chỉ có bao tô phong ba. Tô ấp rum. Đã có những lúc mình ngồi nghĩ bao năm dọc ngang để được gì. Em yêu cũng đã bỏ mình đi. Trương Cường, hóng hớt ha ha. Minh Mập ngoan đấy nhá, đồ mạnh nhẹ hơi nhiều, đợt này nhẹ hơi nhiều, đợt này không nói bướng đúng không? Đồ. Mày vô gánh mày mà mày cũng nói được, tôi lại luôn à. Muốn chơi không Minh Mập, muốn chơi không? À, mực anh ga. Yêu cầu Minh Mập giữ yên lặng trật tự nhá. Đồ mà đợt này nói hơi nhiều đấy. Mày lên 200 sao? 200 sao ít quá, 500 sao. Ăn đau bò. Minh Mập đừng có tưởng thấy người ta không nói là đồ mẹ muốn nói thì nói đâu ấy Minh Mập. Nói lần cuối á. Đợt này nhờn lắm, đợt này Minh Mập nhờn lắm. Nhạ Trần, thầy ơi em buồn có nên làm tí kẹo ke để quên đi nỗi buồn không thầy? Có buồn nào như nỗi đau này. Hổ ngày xưa thái an không như năm nào hổ, chỉ không là tưởng bóng. Đâu là hổ bị Hello Kitty đúng không ạ? Việt Nam giờ đã có những khát khao vượt lên đỉnh cao mà sao quên mất đối thủ mà lại hạ gục người thái nhờn giống kiệt rồi đó thế nên bây giờ có ai nào gần trái tim mong chờ niềm tin tan vỡ chìm trong giấc mơ. Quá đấm luôn đúng á mày ngày chơi đòi ăn bùa đi ngày nhờn à đòi ăn bùa đúng không mày đồ mẹ mới lên đúng không. Trung Nguyên, thầy ơi chơi kẹo có quên được hết không thầy? Mà không biết nha. Nào cứ bảo tiền. Thằng Na đằng nào? Đồ mẹ giờ này còn Na mới nổ nữa, gãy chân luôn á. Mẹ con lợn, ăn lên đi ăn này.
Vũ Minh Chiến, xe đang đi thì cháy. Xe đang đi thì cháy. Dắt xe bao lâu mới thấy đường về. Sao hôm nay đường dài hơn lúc xưa. Có ai không dừng lại đi qua kéo mình về. Kéo mình về không nó bị ngớ ngẩn á. Mình đầu tỏ. Từ nha anh em nha, chơi. Chơi đó. Phạm Hữu Phước. Hello thầy, chào Hữu Phước, chủ quán Phạm Hữu Phước xem live vui vẻ nhé. Hello Phước nha. Làm con rồng đi, chơi chơi. Đi trong sân, bắt con gà. Thôi làm việc đi, đổ mà phải giờ này còn mở gan ca nữa. Giờ à, đó quên, giờ này còn Azum. Giờ này còn Azum. Đổ mà giờ này còn Azum. Mới lên đúng không? Mình mập đau lúa đi, mình mập. Mình mập lúa đi. Mình nó đầu to lắm anh em nha. Anh em ơi, mình đẩu tỏ lắm, phải lùi anh em, rụt. Anh em rụt. Rụt đi mình mập ơi, rụt đi. Đây. Mình đẩu tỏ. Con tây nhà, Nó đợi ăn cây sơ này, nó đợi ăn cây sơ này, cắt tay. Hello thầy nhé. Ai đợi ăn cây sơ, mới lên, đánh người trước đi. Mày chết, hết chịu, yếu hết. Làm con cây sơ luôn đi. Ai nhở. Ngu thì chết thôi chứ có cái đéo đâu mà. Ngu như con nhợn đi. À xe mịn mập. Mịn mập. Chửi ai á, mịn mập chửi ai á. Đổ có muốn chơi không? Làm đôi bùa cho anh em đi rừng, làm đôi bùa cho anh em ai. Ai bịt vỡ đầu ấy. Thằng có bịt mai e mày. Em nhi mét 7 fan mới kìa thầy. Cái bịt mai e mày nữa mày chơi. Con cặc áp cà luôn, nó đéo trời nữa. Địt mọi e mày. Cái lồn ma mày nữa. Thằng lồn này, thằng lồn nào á? Bòi con cặc. Địt mọi e mày, nổi địa chỉ đi. Địt mọi e mày, qua nhà mày luôn á. Địt mọi e mày, tu lên. Mấy hôm off thầy đi lấy cây kẹo về để bú Hà thầy. Địt mọi e mày, đưa địa chỉ đây. Mày đưa địa chỉ đây. Thằng lồn này. Thôi nó tu lên, địt mai em mới đưa địa chỉ đây. Sợ địt mai em mới đưa địa chỉ đây. Địt mai em mày nữa. Có bữa chết mai em bây giờ. Hữu Cảnh, chào đại ca Cảnh chưa? Cái lòn má nó hạt bùa say nữa, địt cái còn mai em nữa chứ. Địt mai mày đừng ra ngoài đường nha, thằng lồn tu lên đừng ra ngoài đường nha, con chó nha. Địt mai em cứ để phải chửi đi. Địt mà e mày nữa. Ngu như con lợn ấy. Có muốn cơ bộ xanh không? Trung Phan khóc nhè. Địt con mẹ nó nhờn cái mặt đó. Đổ mẹ nó giết còi. Giết còi cỏ lúa bằng nhau không có ai gì sao á. Rất tài cùng. Mày đổ mắt lần cuối đó nhé. Lần đầu ta gặp nhỏ. Nhỏ bao nhỏ không yêu. Ừ thì nhỏ không Nguyễn yêu. Tính nóng như kem vậy thầy. Đầu mẹ đi rừng mất vừa xanh. Đầu mẹ nhục mấy ngày luôn á. Đứt tải đấy. Thôi làm đi. Ui lại win. Lại phải win. Ai chơi đây, chủ luôn. Ai mới lên. Dạo này bút bẩn nó nhiều lắm đấy nha. Ai mới lên nào, Yếu hết, con thầy nữa, bùa đỏ, bà con ơi, bùa đỏ, ai sâu, thằng lồn đây xu đâu, ao nhây, lấy chơi luôn, mới lên, dạo này búp bà nó búp giáp, thằng địt mẹ thằng lồn nghĩa thức kêu 10 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra nữa, nghỉ đi, đừng chơi game nữa. Vai lồn gọi từ đầu đến cuối luôn. Làm nó đi, Zuka, Chí Đức. Dũng, JP, thầy không ăn bùa à? Thôi làm cái trụ đi, ai á, bỏ cóc bọn. 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy đầu, ê xù, ập sụp. Nghĩa thức, anh em còn cặc đồng đội đầu bùi. Nghĩa đầu bùi. Mình này chửi người ta đâu, mình oai lắm, mình đợt này bướng á. AC bín mập, cho mọi người là AC bín mập.
Một ngày nào đó với mình không còn mập nữa đâu. Ăn dòng đi, đánh nhau ít thôi. Nguyễn Huy, tính nóng như kem vậy thầy. Mày này đầu mày nó nói nó tiếng Việt mà nó hiểu thì đâu có phải chửi bới nó làm gì vào làm bắt cướp bùa đồng đội đâu mà khỏe. Mày nói tiếng miệng nó mà hiểu à? Mệt lắm, mìn mập mệt lắm, mệt mỏi với anh mìn mập lắm, đầu to lắm. Anh mìn anh đầu to lắm, anh óc bằng hòn bi ve đấy. Thôi lợm đây, lợm đây. Tôi hỏi là em ở ăn cơm chưa em? Ăn cơm chưa nhở? Chưa biết nữa bạn, hình như chưa ăn xong đâu. Luôn cái đầu luôn. Ăn con rồng xương sườn ấu trời. Đổi le đi, đánh chuyên nghiệp đi anh em. Đánh ai về le đá đi, cứ ra mít đúng mà đánh con cái hiếu đái vào đầu á. Ngu như lợn ấy. Về le đi kìa, đừng hạt đủ má bỏ đường dưới ạ. Solo kill, đi thể hiện đâu, thêm đi thể hiện nào. Bước hả nè. Mày farm từ từ thôi, con lợn kia. Ôi, đổi ăn. Không được, nó cháy ạ, đủ má. Mình mập, đủ má. Xùi quá, mình mập, hết chiều cuối mình mập, đủ má đớn đầu lắm. Mình mập ơi, à xe, bín mập ơi, đớn đầu lắm. Anh biến mập ơi, địch phải lòn thêm gì nó cứ lao vào mình với cay đấy. Lòn này đợt này bướng lắm. Đòi bú sao bên này ơi, thêm gì chắc đòi bú sao bên này á. Khanh Nguyễn, lô thầy. Bú cái đầu bùi đúng không ạ? Đòi ăn á, game này chắc thêm gì chắc đòi ăn á, ăn đạn á, cho nó ăn đạn á. Ấy, luôn. Làm luôn. Ấy. Mày nó cứ mè mình cứ chơi quả tạ. Ấy thôi làm đi. Thôi đừng ngại nữa gì nha, đừng ngại nữa, thôi làm đi. Tôi lên thằng nào đâu. Thằng nào vào đây? Đổi ăn thôi, làm cái trụ dưới, bỏ đi được. Nó hết trụ cuối, làm cái trụ dưới đi người. Đào thêm gì đâu, chơi đâu, cắt tay á. Mới lên. Địt, mới vào đây, win luôn, mới nói. Địt, win, coi lại win. Lại phải win, chạy đi. Hello em. Chạy đi, đọc đâu, nổ đam. Địt, mày lồn kia đâu chết kìa. Thầy sao ạ? Thầy sao ạ? Làm con rồng ấy. Ai bú đá? Đâu thằng nào bú đá đâu, kêu ba để báo mấy chú công an xích mấy ngày lên phường. Bú đá bú đụng, đầu mẹ mới tí tuổi đầu bú đá bú đụng. Đớn đảo lắm. Mìn ơi. Bữa nay có sức gáy lại rồi hả cô? Mìn mập đầu má đánh giống búp bẩn lắm. Mìn mập nhìn nghi lắm, mới lên mìn mập vào chỗ. Mìn mập chơi game mượn đặc người ta vào búp bẩn á, đầu má sợ lắm. Lúc luôn. Nhu cái đầu nhuận. Mẹ tao cứ tù lại. Ừ nhẹ. Cứ nhẹ. Một ngày nào đó với mình. Đẹp rồi, thiếu mình mập nhá. Thầy tối qua làm tí cây tỉnh liền. Thêm gì chơi à, đủ má chơi không? Đủ má vào đây. Vào đây, thêm gì nè, sợ quá, chủ tịch với chúng tôi. gấu bò gấu mèo đầu bắt thằng vào đây, bước vào đây, lấy chủ luôn, sợ cái lột thì ai mới lên à, ht đi vào đây, mít mập đâu, win luôn em ơi, win luôn, đi mấy ngày rồi để hơi nhờn đấy, thôi bỏ anh em du hút nên lấy người em ơi, đánh xong tôi qua anh em mình đi tay vịt đi chơi nắng nóng mà nhu nhuồn đổ mẹ chơi game thằng lột nó chết từ ấy chịu khóc lóc đầu bồi. Đâu má chơi game. Lưu cái đầu luôn, nano. Top 1 bờ gắt gà Việt Nam ai. Về lên đi, thằng lột đấy su. Trời đại thà, chơi bên mập, sợ cái đéo gì. Đại ca bảo rồi hút ít ca đớ thôi. Đâu má, mấy ngày chơi game non lắm. Đâu má ngu như con lợn, bảo về lên đi, cứ ra mít đàn đúng. Thằng thức về lên đi, ra mít làm gì thức. Xuống dưới đẩy lính đi kìa. Thằng lồn nghĩa thức ngu như con bò tót vậy. Thầy đúng mắc ngang con bò luôn á. Ra mít làm cái lồn đi. Đúng mà nể luôn. Thằng nghĩa thức về lên đi. Chào ông ẹt nhé. Ai nó đợi chơi mình mập vào luôn. Luôn về. Làm việc. Chơi nó luôn. Chơi đâu. Vào đi mình mập vào đi. Đồ má cũng vào đi. Đấm luôn thằng Azum luôn. Wow, mày lồn á. Bảo về lên đi. Thằng lồn nghĩa thức mày bị ngu à? Thằng lồn nào chưa có đê xu á? Cút. Cái địt mày à, mày về lên. Mày cứ ra mít là thằng lồn này ngu như con chó vậy. Địt mày à, mày chơi game để chửi vậy. Cái lên mày đéo về đi, mày cứ. Mày đâu có về được.
Mày làm đi ra biết làm gì bê được, cứng lâu này mày điệt mày, mày nói tiếng Việt không hiểu không? Đủ mà mày phải nói tiếng Nguyên á, mày phải nói tiếng dân tộc ấy, mày phải nói tiếng dân tộc Phương ấy. Chơi đi ạc, đủ mày, có tao đây ạc. Chó, mày. Thằng lồn ê xu về đi. À con chó, đủ mà. Về lên đi kìa thằng lồn ê xu, cái điệt mày mày cái lên của mày không về đi. Mày thằng lồn đi sao ngu vậy ta. Chơi game lấy hết cái, ai thằng lồn, chơi ạ, đủ mà. Chiều cuối. Chiều cuối người anh em người ơi, thế nó đòi ăn rồi, nó đòi ăn thầy giáo chất. Đấy ạ, địt mẹ lính cao vãi lổn ra thằng lầu này, nói đéo nghe tao ơi. Cứu cái địt mẹ mày, cần mày á. Thằng lầu này địt mẹ bảo về lên đi, đéo về ngu với mày. Thành Nguyễn, y như thầy. Thằng lầu này bảo địt mẹ cáu vãi lổn ra. Ờ, đẩy lính lên đi, thằng ấy chú đẩy lính lên đi, cứ đẩy lính lên đi. Minh Mập, coi Minh Mập nó có chú cuối mà. Rồi, Luka đẩy lính lên, tôi lên ra biết đi. Địt mẹ đánh game, mình lồn này cứ phải chửi nhỉ. Cao đeo chịu được. Lên đi. Lên đi, Minh Mập đâu. Ai chơi ở đâu, chơi ở đây em. Minh Mập đâu, chạy cái lồn đi Minh Mập. Minh Mập, cái lồn mẹ Minh Mập ơi. Chơi đó, địt ê, đòi ăn. Thầy giáo em, Win luôn, đường trên. Đường trên có lính ạ. Thêm gì đâu rồi? Cứ thích tỏ vẻ. Thêm gì đâu rồi? Địt mẹ này bướng lắm. Thầy đòi ăn sao thầy bướng lắm? Thêm gì? Vào luôn, mình mập đâu? Thằng lồn mình mập đâu? Xây cái lồn vào đi. Vào đi, đổ mẹ đâm lồn 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 đi. Chạy với chúng tôi, không bị sớm. Nguyễn Thiện Phúc, thầy chào tao chưa? Không bị sớm, lên. Anh em rút. Lùi. Ai đó chơi, cà liu. Ê, cà liu, tạ. Ê, mới lên. Phải đánh gà, ít như mình mập ấy, đủ quá, đái à. Nhìn ngỡ ngàng gần. Giết thằng ai, đứt ta. Chạy, đủ, chạy, chú ca đâu, cắt ta đó. Gấu bò đâu. Tôi lên đâu? Đi đâu? Ai? Mới lên. Búp. Búp bẩn ạ. Đọc. Đòi chạy với chúng tôi. Thầy đánh y như Minh Mập đánh vậy. Đủ mà non quá đà. ACE Minh Mập. Cho mọi người mình là ACE Minh Mập. Lên, Zuka đâu. Người em Zuka đâu. Lên, chơi đó. Đứt tay. Ờ, thêm đầu giá nè, đầu giá cho ạ. Lính dưới à, đừng có phón. Lô thầy. Lần đầu ha gặp chủ dưới à. Đó đấy, chủ quê ơi, thằng kia hết chủ quê. Trời ơi, lấy chủ luôn, thằng kia hết chủ quê, làm việc. Trời ơi anh em, đừng bắt đầu ấy. Lâm ơi, mới lên à. Mới lên. Chơi game như mấy bà bán gà bán vịt vậy đó. Thôi làm đi. Chơi đó thằng nào, chơi anh đâu. Đổ má nào đó. Cái này đổ má đứt. Lính dưới kìa. Địt mẹ nhìn lính vào vãi luôn. Đánh về tư duy đỉnh cao lên. Zuka đâu vào đi. Sân neo vào trước đi kìa. Zuka đâu. Địt mày chạy với chúng tôi nè. Quang Phong. Cái sơ. Về cái sơ. Nó bắt hai thằng rồi. Minh Mập lùa đi. Bộ lũ địt mẹ, bộ lũ ăn đi. Cái soi luôn, Zuka. Ê, đánh nó trước, đúng. Nước bữa luôn, nó ra nè. Rồi luôn nha. Thằng lột kia sao rồi ngu thế. Cái địt mày à mày đưa mày. Hay quá mình bảo vậy. Thằng lột tu lên đầu địt tọt đá. Sợ vãi lột ra, cái soi. Đầu ơi, toàn đất. Đầu mà, Minh Mập chửi ai á? Minh Mập chửi ai á? Lần đầu Minh... Mặt cười lộn ruột. Ăn đi kìa. Cái lồn má, tí nữa mất cái sò luôn. Đầu ơi, cứt trâu ơi. Lũ luồn. Nhú cây đầu nhuồn, nhả nhổ. Chủ bảo vì mổ nhả nhổ. Đủ má mẹ. Mày chơi game mà mấy nó bạc. Đủ má đủ mẹ không?
muốn đủ má đủ mẹ không? Minh Mập đâu, Minh Mập đâu, che chiều cuối đó Minh Mập. Che chiều cuối cái hiệu Minh Mập. Đổ mà, lởn với chúng tôi. Quốc Vương, anh đi về bóng tối khuất lối đúng không anh ẹt? Anh đi thì mong ngang khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vô đôi. Em ơi anh buồn anh nhớ anh mắt, nụ cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mi anh buồn trong cô liêu. Tiếc thương hoài những phút đắm đuôi, ẩn cần ta lấy trong tay. Đòi trôi, đòi trôi, nam mới lên, mới lên. Mới lên, mới lên. Thầy thích miêu tả cái đầu của đồng đội thế. Mới lên, mới lên, mới lên, mới lên, đứt tay. Đầu hàng ấy, đầu hàng ấy. Đầu hàng đi, đầu hàng đi, là bơ đi, là bơ đi, đừng win, đừng win, đừng win, không muốn win đâu, không muốn win đâu. Ào nhảy, à, ai thêm gì ạ, gì đó. Nguyễn Huy, hoài lắm. Đừng ai nói gì nha, đừng ai nói gì nha, đừng ai, con mặt gà ghê lắm. Có bài tủ mờ gan gà này ghê lắm, con chicken quan này ghê lắm. Ai quan lấp diu bờ liu biu bờ biu, biết ai ở đây, biết ai ở đây, biết ai game này đặt làm ở đây, biết ai ở đây. Đừng ai nói gì nha. Người ngoài hành lang bin bờ mắt. Lúc cái đầu luôn, nano nano. Chúc bà bì mô nhà nhớ. Chúc bà bì mô nhà nhớ. Đường thương đau đầy ái nhân gian ai. Chưa qua chưa phải là người. Trong thôi đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hiệu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Còn chúa xót trên lối về. Rượu chẳng ai gọi niềm cay đắng. Mà chưa lên được 100 sao hả? Duy thương đến đậm đường hành. Thằng nào thể hiện á? Thằng nào đó đó. Đi ngoài em mày thằng nào chịu thể hiện á? Đưa đi giấy đây. Đưa đi chửi đây. Đưa để giấy đây. Tao chửi. Tao chửi. Muốn đại ca không? Muốn đại ca không? Đi S1. Thằng S1 đi ngoài em chửi ai á? Đúng là anh ngạc đi về bóng tối khuất lối rồi kê kê cao. Má giang hồ lấy đụ má. Giang hồ mới làm hai đường mới lại một con lấy đụ má. Vô rồi khô luôn đó nha đụ má cặp. Thằng S1 đi mày mày nói chuyện đàng hoàng đi nha. Qua tận nhà mày á đụ má rồi giờ đi. Đụ má cái stream đụ mày vô văn hóa mày luôn đụ tôi lại luôn á. Cặp với lại đụ mày đụ má với lại các kiểu là đi không tôi lại luôn. Mấy này mà đụ mày đàng hoàng với tụi nó mà đụ mày mày tụi nó nghe mà tụi nó hiểu thì đụ mày chửi tụi nó làm gì, nói chuyện đồ mẹ đàng hoàng mấy ngày mà nó hiểu vấn đề thì chắc đồ mẹ không phải đưa mấy này đi trại đâu. Ông giáo nói đấy là không không sai một cái từ đéo nào luôn. Thằng giọng quen quen nhở? Thằng giang hồ. Thằng nào quen đấy nhở? Mọi người vào phá game đúng không? Đấu mát thằng này giọng giống như thằng tài luôn, sợ cái đấy à? Thằng Hưng, chào thầy nha. Cười ngạc luôn. Nguyên Mập. Nói ít thôi nhá, Minh Mập nhá, đồ mày đừng để nó nhiều đâu, mày đừng để xuống Đà Nẵng thôi nhá. Mệt đấy. Đây, Minh Mập coi chừng đấy nhá, đồ mày đừng để xuống Đà Nẵng đâu ấy, mệt lắm ấy nhá, đợt này đang rảnh đấy. Dạo này hơi bực ấy. Đăng Nguyễn, biết chào không? Oai lắm anh Bin nhỉ. Ra lệnh ngài nhá Đăng. Cú dai mà oai lắm. Đăng. Nhờ đúng không? Mày đã gắn không mà oai lắm. Mày mập hoan đi nha. Người ngoài hành lang oai lắm. Người có cái cú dài mà oai lắm. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Người vào đây. Mày giang nắp hồ đúng không mà? Mày mập vào đây đi nói ít thôi. Mày mập nói ít thôi. Mày mập nói ít thôi. Nói thế thôi nha. Đầu mà nó mày mập dạo này nói nhiều lắm á. Mày mập dạo này nói nhiều lắm á nha. Mệt đây. Từng giọt nước mắt đắng quấn thấm ướt trên môi. Vì trong lòng mình chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xóa ai nói buồn. Quốc Vương, cũng không em thể ở đời em hy sinh chỉ Minh Mập chiều em qua luôn. Trái tim này cho xa. Minh Mập à, Minh Mập. Người yêu ơi hay quên, những năm tháng em đêm hôm. Minh Mập ơi, Minh Mập ơi. Có tên em trong đêm.
Để mình anh chịu nỗi đau. Cái gì đây? Ui, ui. Minh Mập, Minh Mập, Minh Mập ơi. Mọi em Minh Mập, đi Minh Mập ơi. Đi, mình hát trò nữa. Đổi địa chỉ đây, cho. Đổi địa chỉ đi, tí mấy anh em qua nào, nhanh lên. Mập, nhanh. Đậu mà cũng cạc. Nguyễn Huy, ngoài lắm. Ngọt trong đêm. Đúng rồi, hát đi, hát đi. Minh Mập, đầu mới đợi để nhợt lắm. Đi béo qua nào, tố cáo em. Lúc nào vô gắn mày à. Ê, tôi lên. Chào mừng đến với... Thằng tôi lên nó kia trước rồi, ăn bùa xanh à. Ăn bùa xanh nè, thằng lồn ăn bùa xanh của ai á. Tôi lên à, thằng tôi lên à, boy, ba boy đầu bùi nè. Boy, ba boy bu đầu bùi nha. Đừng khóc. Đây, đừng khóc. Đậu Nguyễn Nhật Hào. Hello ông Tóc. Đậu Nhật Hào nha. Anh em ơi. Đi theo tao, à đi theo. 2-3 năm rồi, mình quen nhau, phải không Hào? Minh Mập, đừng vào game nữa Minh Mập à. Mệt lắm, anh em mệt mỏi. Đồ má nó cầm con về hết. Ngu như con lợn ấy, nó cầm con về hết. Ây, mới lên, mới lên. Mới lên. Bảo Trang, Google cắt đi. Ơ, ai á, thôi làm đi. Thôi đừng ai đó gì nha. Một thằng nhóc. Một đội bóng. Ai đó anh mình đó. Mình ơi, ngậm cái mõm lại đi, mình tắt hết mõm rồi đây. Đủ má ngu như con lợn ấy, chết rồi đại cao. Một đội bóng, nhưng mà ra lại cho ai á Tuấn. Nhờ đúng không? Tao nằm xuống là đủ 4 sắc. Phải đấu lại. Đó. Chơi đi Minh Mập. Đòi địt mẹ, đòi quá trời ai á. Một thằng quá trời ai á, đừng có ăn bùa xanh ai á. Minh Mập chả làm được cái con cặn gì, ngồi đại ca lắm. Minh Mập đổ có đến lòng vào. Ai đó, đào cái Minh Mập. Không cho dừng nó chơi game luôn thầy. Đồ mẹ thằng này thì AFK luôn đi chứ. Thằng ba boy đầu bùi này AFK luôn đi chứ. Ây kéo dòng ra Minh ơi, ra kéo dòng ra đi. Đầu ơi. Kéo dòng ra nhanh lên, đứt tai đấy cô. Thằng cô Minh nó đi ra đường sẽ đập, kéo dòng ra đi. Đủ má giết con lẹ, giết tao luôn lẹ, con ngăn quạt. Mấy cái danh này, mấy cái danh này. Chơi ra tao uy tín thế. Làm con rồng, làm con cây sơn anh em ơi, làm con cây sơn đi. Bán rồng rồi. Hồi nó chơi game con bú đát rồi. Lưu luôn. Ai, không bỏ đôi anh em ơi. Né chiêu của ai á, đó là đẳng cấp. Thôi làm đi. Đổi ăn, đổi xác cơ thầy. Chạy đi. Mày chạy hộ cái, Thạch đâu? Thạch Giang Hồ, chạy. Ui, bút bẩn. Thạch. Ui, Minh Mập rồi, thôi đừng vào game nữa Minh Mập ơi, đừng vào game nữa nhá. Lãng Ngọc Kỳ, con chim. Đố má, Minh Mập đừng vào game nữa nhá, mệt đấy cu ơi, mệt đấy, đứt tài đấy cu. AC Minh đầu mày. Ôi em nhót. Ai cái lồn nữa Minh Mập làm được cái đéo gì mà ai? Má giết bọn là cái đấy gì nữa. Cú này à? Cái xe đây. Má nó tao ở Minh ơi. Có chịu cuối không? Bỏ buông chơi cái lồn đấy. Đừng có ra nữa mid farm mấy anh em ơi, đánh được ngu đừng ra mid farm. Đại ca ngay. Cái xe đây. Về máu ghê ạ. Đánh cái chỉnh nó nhiều đấy rồi bảo đánh hơn làm sao đánh được anh em. Mệt lắm. LB. Lũ lấy cái đầu, giữ được cái đầu. Minh Mập xuống dưới ép tầng rồi, tóc cờ rồi Minh Mập, non lắm. Minh Mập chỉnh nó chưa đến. Mặt đỡ ngáo hơn hôm qua rồi đấy, đồ đạc vừa thôi nha ông Tóc. Lũ luôn, được nước nào đâu, lũ luôn, đồ má. Làm đi Minh Mập đâu, không sát vực được phát nào luôn. Sổ vãi đồ nào, có chơi được game không? Không chơi được cái AFK đi. Đã có những lúc mình ngồi nghĩ bao năm dọc ngang để được gì. Liệu cái tôi AFK đi, Minh Mập AFK đi. Con lầu này lẻ nha lẻ nhè, Minh Mập cũng chơi được AFK đi, chơi đó. Đinh Văn Hùng, hoài như góc vậy thầy. Ừ nhá, cướp đạc kìa. Hay quá, mù đá rồi, không đủ đá kìa. Đứng đầu lắm. Lấy trụ luôn đấy, ai yếu, có cái lồn mới trụ, ngu như lợn đấy. Được, có mù đá. Hay quá người anh em ơi.
Rồi ok ok, lấy trụ dưới, đánh cỡ nào mà trả lời. Áp lực không? Thay mình áp lực không ạ? Ờ, dùng cơ nó bắn tay này, chạy 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 chạy. Đó đây, làm luôn. Lộc Nobi, thầy lo hết. Đổ mẹ nó. Đường dưới đây thầy. 30 chục thằng ở đây rồi. Ôi, cay thật sự. Thôi lấy chủ dưa. Chấm hỏi cái lồn ấy, tụi mày đổ yếu hết rồi, mất hết trụ nhá. Cù chấm hỏi oai lắm. Chấm hỏi chấm than, đổ má. Mấy nhóc đổ má oai lắm, chấm hỏi chấm than oai lắm. Đổ má mất hết trụ. Thầy đánh đồ mẹ cứ nào mà chả chết được. Đồ mẹ có chết thì mấy thằng lồn này lúc nào chả phải yếu hết đi về hết. Lợi thế cho anh em đấy trụ. Đổ leo luôn đi. Thằng lồn tài đấy không. À, cái đi mày em mày muốn thể hiện đâu tài. Lồn tài đúng má nó biết vậy. Má nó búp giáp về quá mình mà vậy. Lulu lại xíu. À lên đâu, đi chạy cái lồn á. Bắt đi. Lên chơi. Qua này, qua. Lấy chủ trên, đổ lên đi. Chào thầy mau đi ông cấp. Má nó đéo đủ đam kìa. Đúng không? Địt mọi lên sách cho anh em và hai lồn lên sách cho anh em chơi lũ luôn. Lũ như con cú luôn. Má yếu phải lồn á. Má lên sách người anh em ơi, đổ má nhục luôn. Đớn đầu lắm. Ông nát cháy kìa. Cái lồn tà cháy kìa. Ông tà nó ngu như con chó ấy, nó ngồi đại ca làm con cặc gì. Oai. Thôi. Thế mà thằng lồn này chỉ setting khó chịu quá. Anh bị câu tờ đấy. Ghê không? Quay chết. Lại chết. Lấy chủ đi. Cái đít mày em mày tài muốn chết không? Người ta chết là người ta lấy lợi thế cho đồng đội lấy trụ một con cặc gì nữa. Địt mày em có thể hiện không? Thì khiên thì ai bảo gì? Mày ngậm cái mồm này. Trương Dương lại xương sầu. Địt mày em nhồn ông tài anh nhồn không? Mày làm được con cặc gì? Địt mày em mày. Từ nha. Thách đấu chưa lên đâu đây. Thằng lọt biên mập ngu hay là ngu. Có đàm đéo đâu mà xích nó. Nọt lắm. Na đâu? Chơi được đẹp, phải đấy. Hoàng Trọng, bay tím đầy ông tóc. Hết chiêu kìa anh em, chơi nó đi. Thằng lột tài đâu? Cái địt mẹ mày nó tài mày ngu như con chó ấy. Qua cái lột mẹ mày á qua. Đem đánh nhau đi ăn bùa, ăn con nhỏ. Đủ mà. Đi dây đâu? Nổ đi dây ra. Địt mẹ mày ngu như con lợn ấy, lần sau chơi game im cái mõm lại đi nhá thằng lột tài nhá. Đầy cái máu tiêm đánh nhau, chết ba thằng vẫn đứng ăn, ăn về con nhỏ. Địt mà em nhớ không? Cắt tài TH, mô tài đi thầy lôm côm. Lồn mẹ nó đúng cay luôn. Địt mà em nó. Người ta đéo nói mình thì ngậm cái mồm lại đi tài. Hiểu không? Ai cái lồn gì? Chơi thì ngu. Thể hiện không? Nói con cặc. Địt mà em cái khúc ở cái đường trên nói cái lồn gì á? Ngu như con lợn đấy. Trời đã bị mập đâu? Từ thôi. Kìa tem này, chơi được rồi, bị mập. Rồng cái lồn đấy đây nè. Cáo ơi, giang hồ. Cái lồn ma nó ăn rồng nữa. Thằng lồn địt mẹ nó, qua đây có bát đúng đẹp luôn. Ui. Cái lồn ma ăn rồng nữa, trời ơi, cái lồn ma nó. Chịu. Rồng cái lồn qua đây có bát đúng đẹp luôn. Bị ba thằng ăn rồng, địt mẹ cay thế, chịu rồi. Cái thể loại địt mẹ ngu mà đéo lắng nghe, đéo biết tuân thủ. Địt mẹ nó sợ vãi đồ nào. Trương Tiến Đức đấu đàng hoàng đi, đấu mẹ ra ngoài đường mệt lắm ấy người anh em. Đấu mã để luôn. Từ nha, mình mập đâu. Chơi đây, luôn, mình mập đâu. AC mình mập. Hơn vàng á. Khó cái lồn ấy, thằng mình mập nó vào là ôm hết á. Là chơi được. Cáo ơi, tí thua lấy ghế đập đi thầy. Min mập đâu? Đánh nha, cái sơn thì đánh nha. Đánh luôn, qua. Rồi ok, đèo nè. Vào đi. Địt mẹ mày chấp luôn á. Địt mẹ cái danh này đồ mẹ một mình thầy giáo chất là đủ làm rồi. Chứ đừng có nói đồ mẹ đến thẳng thứ 2, thẳng thứ 3 luôn đó Min. Ai Min? À,
Đồ má bay một cái mà 50 thẳng. Huy Hoàng, 666. 50 thẳng. Bay thôi thì còn gì để mất nữa đâu. 50 thẳng. Minh Hoàng bảo nặng. Bay đồ má vào đấy combat mà đồ má 5 thằng, đồ má bay lướt xé gió, đồ má bay các kiểu luôn. Bẹp. Tài ơi, ok. Thôi mày mày đừng có nói thế kiểu đấy nhá. Đừng có nói kiểu đấy Tài. Mình đéo thích đâu, địt mày nói ít thôi, lồn Tài tốt là đứng lên tiếng. Nha. Chả làm cái con cặc thì chạy lăng quang quang quang. Sổ vãi lộn à. Từ Minh ơi. Hay à, Minh mà hay à, Minh mà hay à. Chơi kìa. Cứu. Rồi ok, lui lại xíu. Rồi ok, đẹp rồi. Đánh vậy cover, đồ má cover đánh như thách đấu vậy. Nguyên đi, lấy trụ dưa đi. Nguyên đi. Nói hơi nhiều mệt lắm, đánh mấy này mệt, đồ má mệt lắm. Lò nào ngu ngu nói ít thôi nhá. Lên đi, Minh Mập vào trước đi. Hay ra, thủi Minh Mập. Đánh, cứ để phải chỉ nhá. Win luôn, đừng chú ca chết rồi. Đừng dưới là. Rồi ok, làm mới lên à. Thôi anh em lấy trụ lên trụ, một đường. Thầy giáo ích mà đánh thì đầu mẹ anh em chỉ có lợi thế và đầu mẹ auto chơi điện tử thôi, lấy trụ dưới kìa. Có chết thì đầu mẹ anh cu thì cũng nát luôn, thế thôi. Không win sớm, Minh Mập đâu không win sớm, đánh như vậy là được rồi. Về đi. Lôi đi, yếu hết rồi anh em, lôi đi anh em rút. Thế thôi, đồ mẹ chơi game cứ để phải nóng lên nhở. Thằng địt mẹ mày Tài muốn hoài không? Thằng lồn Tài muốn hoài không? Muốn nhở không? Cái lồng má tiền còn ít hơn support nó kìa. Đồ má, 7k23, cái lồng má. Đấy mẹ bảo ấy, có làm gì đâu, vẫn cứ hoài mà. Thế bây giờ tiền làm cái con cặc gì đây nè. 7, tính ra là 7, 8, 10, 17 xác nhiều nhất trong cái game này luôn á. Minh Mập có đồ mẹ có 13 xác rồi đó. Địt đóng góp ở trong cái sự gọi là combat, gọi là cái sự làm cho tem là đồ má biết ai. Tiền cái con cặc, tiền nhiều để làm cái đéo gì. Quan trọng là mình sống như thế nào thôi, chứ tiền nhiều đi mẹ mày đéo làm được cái gì trong cuộc đời này thì làm cái lồn gì. Hả? À, tiền con cặc. Chơi đó. Lên đi, lên đâu, chơi đi. Thằng lồn na đâu, thằng múa cái lồn ngu như con lợn đấy múa. Thôi làm đi. Thầy giáo em. Thầy giáo chất, anh chất lắm. Nào bay không chạm đất được không? Thầy giáo chất. Đầu hàng đi, cho Tài, cho thằng lồn na, cho thằng lồn na nó win làm gì? Thằng ấy biết chơi game đéo đâu cho nó win, nó phá game à? Thằng nào cướp nạc, ăn bùa xanh này. Lấy, tiền nhiều để mua đá. Lu cái đầu luôn. Non, hoài lắm. Nhởn với chúng tôi. Lùi lại xíu anh em ơi. Cái sao? Đấu má rút. Đấu má ngu như con lợn nên khoa đấy không lên nguyên đi đuổi nặng. Đéo ai gánh được đâu. Thôi đừng cáo nữa Tín ơi. Không ai gánh được đâu, đấu má mệt lắm. Đớn đảo lắm. Ở tâm thân này chịu nhiều đớn đau liu liên. Hạng cái lồn ấy. Hạng bú huynh hạng làm cái lồn gì? Hạng muốn hạng không? Ba đường đi. Chơi game cái lồn má có 12 xác, người ta 20 xác trong combat, đéo thèm nói thôi. Em muốn hạng không? Bửa bị chết mẹ luôn, em muốn hạng không? Hôm nay hơi nóng. Chơi đi anh em ơi, chơi đi, Minh Mập đâu? Tao mày đấy. Kịp mọi gần 100 thẳng. Minh Mập. À xe Minh Mập. Nè trên LZ, đá vào lời ra. Trời. Tuổi lồn. Tuổi đỡ làm được cái lồn này mà tuổi. Làm lồn này tuổi. Ai với ai? Thôi. Ai với ai? Thằng lồn Tài ai với ai? Má con cặc tao ăn đấy đụng má. Mặt trời đã khuất phía xa chân trời, màn đêm rơi vào bóng tối. Con
hâm mộ tàn của thằng bạn tôi. Nó đã lìa đời khi bữa đôi mới. Ôi xót thương thay một kiếp tù đầy. Đã có những lúc tai đầu bụi. Tai đầu bụi. Bởi vậy cái trình đố má cái trình bằng tài. Ấy đi oai với ai á, ngoài thương oai. Ra lệnh cho ai á? Ra lệnh cho ai đó người anh em? Đừng bao giờ ra lệnh cho người khác nhé Hoài Thương nhá. Nói thế thôi. Ok nhá. Mệt lắm. Lũ luồn. Đừng ai nói gì nhá. Ok chưa? Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình. Sau trăm năm người thương thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sông lăng quăng lăng cha lăng cha lăng lăng qua lăng quăng Thành Đô vô trễ thầy chào anh cái. Ai ai mang cô đơn đi và ai ai mang cô đơn. Hello Thành Đô nhá. Mời cù xương sẩu lắm mấy người. Ê, đấu được sự đấu. Anh Trần Văn Minh mập xương sẩu lắm mấy mọi người ạ. Anh lú lắm. Đầu anh Minh anh lú như con cú luôn. Lú cái đầu luôn. Quá lê, câm mồm đi ẹc chào đại ca lẹ. Đổ mẹ, ta đừng có ra ngoài đường người anh em. Đổ mẹ, đừng bao giờ mà đổ mẹ kêu người ta câm hết. Mệt lắm, ra ngoài đường mệt lắm. Nha, sống ở xã hội đàng hoàng đi, lịch sự đi. Đồ mẹ, đớn đau lắm. Cuộc đời đã đớn đau rồi thì mình phải đàng hoàng đi. Không là đồ mẹ nhục nhã luôn đấy cụ. Từng ngày đóng đêm bao nhiêu u sầu. Hoàng Thế Sơn, tối qua em lại được liêng hơn 3 triệu. Thấy đọc số tài khoản em banh cho ít mua đá. Chơi bời cờ bạc hết. Mình thua thì mình buồn, mà mình thắng người ta thì người ta buồn. Làm những cái điều đau buồn cho mọi người thì đồ mẹ tốt nhất là không nên. Thế thôi. Cuộc sống làm những điều tốt đẹp sau này mình gặt hái những điều tốt đẹp. Làm những cái điều mà làm cho người ta buồn sau này mình cũng buồn theo. Cuộc sống xa nhà bố mẹ khỏe không? Hoàng Trọng, chào đại ca chứ. Nghe bạn Min nói chạy taxi mệt lắm nha. Chào đại ca đấy Hoàng Trọng, mệt lắm. Đừng làm đại ca nữa. Biết bao nhiêu anh đại ca đại bảng gấu bò gấu mèo đi vào trong buồng rồi. Bức tường cao phủ tin thép gai là nơi giam giữ những tội phạm. Có buồng giam Nguyễn cùng sắt chân trong không đi thì tích vào đổi đây bay ra ta. Mới thấy ngày dài lắm. Những đại ca đầu gấu khắp nơi vào đây mới hay luật buồng. Cháo sườn nắn nó gà nó thông tay rồi cục pha bó gói ngồi ngoan. Chuyện của tôi ngày xưa do em chơi đùa đôi bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời. Theo đám bạn đi má bay lắc qua cân xa. Những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi. Giờ ngồi trong trại ra mãi mới thấy ân hận. Bạn bè thân của hai đứa chết đưa đi tù. Cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi. Riêng hại ngồi nơi đây không thấy ngày về. Có thằng Đức 18 xuân sang, một mình nó giết người cướp tiệm vàng. Có thằng Tùng ngoài 60 xuân, mà tại sao vẫn phạm tội hiếp dâm. Có thằng chó vay làm bóng ôm lô. Thằng bạn tôi giết người tình trong lúc say. Tùng 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 chèng này tùng chèng tùng chèng này tùng chèng các tùng chèng tùng chèng. Hoàng Thế Sơn, cả bọn nó cứ rủ em chơi chứ thầy. Lũ luồn, bỏ đi người anh em. Lũ luồn. Có những chiều đi dưới mưa lặng quần lặng dòng đôi. Mình đi SB nhá, mình đi SB nhá bạn ơi. SB làm ván mu đắt SB đánh cho nó uy tín. Lê Nguyệt ra Hà Nội cho anh cóc vào đầu chú cá. Lưu luôn.
Hà Nội không vội được đâu. Chuyện ngày xưa xưa hôm chơi đùa đò bơi. Diu. Diu. Thầy ơi. Thầy. Đừng nói nữa Hải, đừng nói gì nữa, mệt lắm. Nghe thầy hát thằng bạn em không muốn ra tù luôn thầy. Lưu luôn. Này người anh em, cuộc sống bon chen đội trắng thay đen, tiền bạc xa hoa làm người ta dẫm lên nhau mà sống. Đẹp tựa như hoa, thời gian trôi qua cũng sẽ già cả thôi. Nguyên tiền nhiều vô biên lúc phi tiền, có mang theo được xuống đây mô. Nhắm mắt là hết, còn lại được gì? Có chăm chỉ là giọt nước mắt, ai cũng vậy thôi, sống chỉ một lần. Nhưng tại sao không yêu thương nhau? À, để xem game này hơi căng đấy nhở? Để đấy, cầm mũ đắt SP thì anh biết rồi đấy. Chị Google chào bác Kiên Trình. Bác Lai vui vẻ nha. Hello Phú Trình nhá. Anh em biết đánh mũ đắt SP mà anh em biết là cái trình nó như nào đấy. Lưu luôn Sutubi linh áp lực. Tài chó điên thì kia đây. Thôi, ê! Đánh non nó như vậy này. Thằng nghĩa thức kìa, thằng nghĩa thức kìa. Trời, đổ má ngày chỗ game nghệ su mày hơi búc bận luôn á. Làm vài đường ảo chả mấy cù ạ. Lút cái đầu luôn. Ai? Hải ơi, thằng Tùng nó ít thôi nha. Đổ má mày nó thể hiện không? Nhờn không? Có tí đá khác hẳn. Muốn nhờn không? Ngoài nhược. Không phải nhớ. Ra đường đi. Ra đường đập thầy đi. Ai đã yêu anh nhiều, đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu. Ok. Đâu má khổ, đấy là hên xui thôi người anh em. Có quái rừng nhỏ lăn tăn đầu mẹ bạn cũng được vàng, chứ có phải là được đéo được vàng đâu. Lăn tăn lom dom mới đồn à. Mấy con quái rừng thà mất con bùa xanh thì đéo nói đi. Lom ra lom dom, đầu mẹ thanh niên mà lom ra lom dom đéo ở khá nổi đâu. Giang Nguyễn, xóa game đi em. Lu cái đầu luôn. Nhảy nhở. Có người vừa check ở đấy, vừa check ở đấy. Để hơi tỉnh đấy. Anh rất tỉnh và đẹp trai. Ôi làm đi. Lê Thanh Tùng, thằng Tài với thằng Tùng trân trọng thầy xíu đi, thầy đâu sống hoài các để chửi mấy người. Các Tùng Tùng, ai đổ mọi người nghe không? Đâu mẹ dễ chết vậy đâu rồi. Lưu luôn. Làm việc nhá, chơi nhá, tôi lên đâu. Chơi bắt mày nào, Thôi làm đi, thầy giáo ạ. Hello thầy Ếch, chào Đô chủ quán Trần Trí Đô xem live vui vẻ nhé. Địt mẹ mày Hải vẫn cũng chả làm gì không? Đâu má người ta một mình lao vào ba bốn thằng kêu không làm được việc, địt mẹ muốn bữa không? Muốn nhờ đâu? Giữa kem muốn cặp. Muốn tem không? Cái đấu. Thầy cái lồn đấy thầy, đồ má người ta lao vào đồ mẹ như vậy rồi còn muốn cái đéo nữa. Một mình đâm vào ba thằng đồ mẹ câu chiêu thằng lồn ngộ không, đồ mẹ các con rời chỉ việc lao vào ăn mạng. Hoàng Thế Sơn, tối qua chợ đêm làm tí bị ôm em mời thầy nhá. Yếu hết. Trời đất mày. Thằng Zuka đâu? Bùa đỏ luôn em ơi, bùa đỏ luôn, tôi lên đâu? Thầy cái lồn đó. Thằng lồn tôi lên không qua với anh em đi đâu vậy? Đầy máu vai lồn. Bịp. Nó trời vào chơi chết mẹ nó em. Đây, đúng rồi, từng người lúc qua nè. Đó, thấy không? Nguyễn Trinh, thầy bú xê không? Má, nổn lắm. Ông chú em mới lần
Trời ơi, trời đấy, bắt man hả? Tua làm đi, Suga làm đi. Thằng ngồi ngộ không luôn. Trần Chí Đô, hello thầy. Đây là đây. Rồi ok. Xuống bắt băng chủ đằng ấy nè, băng chủ Esu nè, băng chủ Esu luôn nè. Băng chủ Esu luôn. Băng chủ Esu có lính nè. Ấy blue được. Ok, blue đi. Rồi ok làm đi. Có cái lồn đấy. Nó đòi bắt thầy ở bên kia kìa, có cái bím. Zuka đâu? Làm đi người anh em. Hai em ơi. Ui. Địt nó bắn vật thằng lồn tu lên đâu? Địt thằng lồn này đánh em sợ vai lồn ra không bao giờ thấy nó luôn đấy. Thiên phu lút. Đấu man để luôn. Thôi không sao. Đánh đồ anh em đánh nhau nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông cóc đầu sợ vai đái à. Đừng vào game nữa nha, đứt tài đấy. Nguyễn Văn Thuấn, thần dân Meret à Hoàn. Mẹ nó. Mẹ đi SB cầm cái bằng xương ngu quá. Mẹ nó, nhục luôn. Thôi không sao. Đâm luôn, gặp là đâm luôn nhá, tầm này gặp là đâm luôn á. À đây, anh đi, em ăn đi, bao luôn á, thầy đừng đúng mày, bây giờ bao sẵn rồi. Tròn sâu gì, em chào thầy. Chơi, tu lên đâu, vào đi tu lên, người anh em sợ cái đéo gì nó. Đánh người diện nó luôn thì, mọi em, này, đây. Phải lùi với nha. Nè, tiếp nè. Thầy cái đéo gì vừa chém nó xong rồi thầy nữa. Hello anh gái. Vừa đâm nó xong. Địt mẹ nó cáu vãi luôn à. Nó mất băng xương ở đây em, mất băng xương ấy. Đổ mát em quả băng xương, đổ mát đúng tục luôn. Làm cái giải phế vãi lộn à. Thôi làm đi tôi lên. Thôi hay. Tôi lên đâu làm người nghênh. Thôi, thiện. Đừng vào game nó thiện rồi. Không sao nhá, từ thôi nhá. Địt mà ao nhây gần trăm thằng luôn, sợ quá đấy à. Cày đấy. Lúc cái đầu luôn. Echo, hay đấy. Từ nha, không sao đâu nha. Anh em từ anh em farm đi, mình cấu, giữ game nào. Đầu má mình này đòi, chắc đòi win đấy, mình cô chắc đòi win đấy. Đất tài. Ôi, má được đấy. Má đơm thẳng mặt luôn à. Má nó đơm thẳng mặt mình luôn kìa, cay thế nhở. Được đấy, kiệt không lắc oai rồi, kệ đi, kệ. Cho em ơi, đấy, điếu hay kìa, Zuka. Chú bé đần, đố thầy win một trận này. Vào đi kìa. Ôi, anh em đánh gì vậy? Của Zuka. Ui, đi. Vãi lồn, chơi game đổ má gì. Không, đồ mẹ con chấm máu không lên chơi đi. Rồi, cái chơi được rồi, ngon rồi, này rồi. Chơi rồi, lộn mê, bị tù Zuka đâu, vào đi kìa. Đấu má thầy lo được game này nhưng mà thằng lồn Zuka không chơi cái điện tử à? Nguyễn Văn Thuấn, thần đần Meret à Hoàn. Ủa tim mình đâu? Sợ cái lồn đi nó. Thôi làm đi, tiếp đâu. Ôi cái lồn ma nó bịt đánh cái gì vậy, không có ai vậy. Hai em ơi. Ôi sổ vai thằng lồn đùi tu lên thiên phô la su lô bà lù đầu ơi. Sổ vai không chơi điện, mấy anh em không chơi điện tử à? Sợ vãi đái luôn. Mẹ nó đéo có một ai luôn. Cấu yếu hết. Không sao, bằng vàng em ơi. Sợ vãi đái à, không trông chờ được rồi. Tình hình không trông chờ được rồi. Hơi bịp. Khanh Nguyễn,
cứ bù bù ra mít hai. Tự ơi. Về đây đây anh em, cứ về đây đây. Thằng Tung Lên đứng đi chung mà cưới nó mà ăn mạng nè. Sợ lắm anh em, đánh kiểu này đem game bịp lắm. Đấm thằng băng luôn này, băng trụ đánh luôn nè, tên mày yếu mà. Đồ mẹ thấy lúc đéo nào chả có máu cho tụi em, lấy trụ đi nào. Kìa làm nó. Rồi làm đi anh em làm đi. Trần Hưng, hello em ạ. Hello anh Trần Hưng nha, chơi luôn nhá. Ui. Đòi ăn. Thầy cho ăn mấy viên đạn vào đầu á. Không, thằng nó ra, thằng Ri nó ra, Ri nó ra. Lính nó gặp lấy được rồi. Diêu ma nhất cước tắc sắc. Vương công cần 50. Đấy, từ thôi. Đẹp rồi. Cái số giờ dừng đâu, cái số đi. Diêu ma đánh bén quá. Được rồi, để xíu. Má gì vào đánh hay quá. Giết được Diêu ma nè, đứt tàn nó nè. Nguyễn Tuyền, bận rộn nay mới xem thầy được. Yếu. Ấy, không ăn đồ xanh à? Ơ kìa, nảy luôn. Đấy không, đồ má thầy đéo ăn em cũng chết à? Lùi nhá. Má, game cẳng quá ta. Lính ơi. Giết đồng gì nè, Tùng ơi, giết đồng gì nè. Phú Trần, đấm nhau chơi không kìa. Kìa, chấp bụi ơi, bụi ơi. Bảo má lộ nó đánh đúng bén luôn á. Được đấy, gì mà đánh quét á. Biết chơi không thầy? Chắc là không biết chơi đâu. Từ nhá để cáu đã xong chơi nhá anh em ơi. Xin cái này ấy. Đi, nó đánh, nó đánh, cái đồng đội mình đánh ngỡ ngàng luôn. Ghê quá. Hay em ơi. Hay quá em ơi. Kiệt không lắc kìa. Thằng bịt mẹ mày chơi game đi chỉ không? Ngu như cái lồn nó ngồi chỉ. Mắt cái lồn nó mắt. Muốn mắt không? Muốn chỉ không? Thằng lồn này, non cái địt mẹ mày, mày làm cái gì? Cái địt con mẹ mày luôn á. Mày làm nó con cặc gì đấy rồi, thằng lồn nào á? Mắt cái lồn mẹ mày, lên mắt đi. Chỉ cái lồn nó đánh chả làm được cái lồn ngồi oai. Cốc chất cụ bây giờ ấy. Mình đấu mẹ mình gánh tim đi, đấu mẹ rồi mình ngồi mình chỉ đạo phải không? Đánh chả làm được lồn thì ngồi đại ca đại bàng nó ba rồi em ơi. Để cậu á. Má nó cấu à. Em nó cấu còn ghê hơn nữa, đấu má. Mắt kìa, con mắt kìa, phá đi. Từ nhá. Anh em đánh đủ mày nhìn thằng Siêu Ma vào, Siêu Ma đánh bém nhìn thằng Siêu Ma vào, để Siêu Ma vào về lên đi kìa. Nó bộ đỏ đây, nó bộ đỏ nè. Mẹ nó sổ vãi lộn à, đóng mắt chết luôn kìa. Ôi. Tởm vãi lộn à. Thôi lính ơi, mời lính ơi, không sao đâu lính ơi. Ôi. Má biết nó trong đấy luôn, địt mẹ nó vậy mà, lừa quá lộn này. Tớ ơi, cấu anh em ơi. Chú bé đần, chấm. Má nó, sợ quá lộn này, tèm nó bén quá đái à. Lính em ơi, lính được không, lính này lùi. Hay kìa, Zuka ơi. Hay quá Zuka ơi, hay quá, người anh em ơi, trí đức.
Hay quá, đòi win với chúng tôi. Được việc rồi anh em farm ấy, hay quá, tầm này là làm được rồi. Nguyên Anh Đức, thầy non. Má cày quá ta. Non lắm. Nôn lên nôn đàn em. Chơi được mà, sao không chơi được? Đủ má thì mình có đánh mạnh lên, anh em vào trước luôn, sợ cái đéo nó. Đâm vào đầu nó. Mấy chai ngủ không hả? Không bỏ 1 bữa, 2 bữa chứ luôn á. Đồ má nó đỏ, vừa thành 1 bữa luôn chứ đổ mà được 2 bữa, may quá. Núp này em, lên, 1-0 em. Em thấy chưa, đi mày sai đẹp nè. Chơi anh em đâu? Địt mày thầy đó em ơi, thầy đó, ao dây ai thằng con làm được không? Địt, thôi đừng nghe nó gì nhá. Tu lên đâu? Hết chiều hết kìa, tu lên người anh em. Địt mày thôi đừng, thôi đừng. Chắc là Tùng đấy, chắc là Tùng làm đấy. Hai thằng địt mày pha đứng trí học được không? Được không? Tùng ơi, địt mày pha đứng trí lắm, thầy giáo chắc. Cái sâu em ơi, cái sâu. Đòi chơi. Địt mày, thầy đẻ ra mình này mà. Ăn đi, tụi em cứ chơi. Đây, chơi em cái sâu đi, vào đi. Đó, đó cho bùi ăn, địt mày, thầy đẻ ra nó, ăn đi, tụi em cứ ăn đi. Thầy đây rồi, ăn đi. Địt mày nó ra đây. Rồi, Yuka lùa đi. Rồi, cái thôi. Thôi ăn đi, đủ má mày, thôi đầu hàng. Đó là đẳng cấp. Đầu hàng cái mày cùng mình đi chứ đánh gì nữa. Ai một không, ạ. Đó ăn ạ. Làm đi, tôi lên chơi được, tôi lên chơi được luôn. Cái lồn má nó. Ôi, Thiên Thiên Fulusulut. Cái lồn má nó. Lương Gia Huy, thi thầy. Hello Gia Huy nhá. Dìu ra rồi. Lính rồi em ơi, lính còn lính, còn có bơ lính à. Rồi ok, đẹp em ơi. Đây lộn ma nó chơi kìa. Thua luôn á. Dìu ra được, em ra đi, không có win luôn á. Lính hết, về luôn, dìu ơi. Hai ơi, em về luôn, ok, thời gian này. Đánh công tân. Lật kèo cho team bạn ha ha. Đòi ăn, đòi win á, mấy người chắc đòi win á. Ê, chơi được đó kìa, hai em ơi. Đòi win một thằng, hai thằng. Win luôn em ơi, lên đường dưới nè. Địt, mày lồn Kiệt đâu rồi, thằng Kiệt không lắc đâu rồi. Địt, lắc lư cái đầu đánh nó lắc. Thằng Dư Ma em ơi, Dư Ma nó bắt chiêu rồi. Lên luôn em ơi, lên mid luôn, nó thiếu hai người nào, lên đi chung nào. Đồ má, cái thằng nào chơi cái con kia đúng kém luôn. Lồn con tu len, buồn thật sự. Lấy được luôn nhá em ơi. Rồi, win luôn, được luôn á. Thôi, win đi. Ai chơi ở đây, nó bắt chiều em ơi. Ui, tu len ơi, đồ mẹ. Đánh 10 pha là được 1 pha chứ. Lấy chủ lên. Lùi em ơi, không win được, lùi em ơi, thế mà sao ơi. Trần Quốc Tuấn, Google cho nhanh đẹp ơi. Đổ mẹ, tu lên ơi. Tầm này không đớp được thằng lồn ngộ không đấy em. Địt mẹ chơi game vãi lồn phế từ đầu đến cuối luôn. Núp đây em ơi. Zuka đừng về, đánh là lấy sai trước, chơi nó. Đây, ok, núp đây. Từ từ, núp đây, ấy, nó kìa. Mày thấy không? Thằng tu lần báo. Ôi, cái địt mẹ, cái gì đang xảy ra vậy? Ôi. Thôi đép được, không sao, sao. Mày lồn, ôi kìa mày. Có tác dụng gì luôn. Kìa được. Hai em ơi. Ngon rồi em ơi. Lùi, hai luôn, hay quá em ơi. Đủ má mà đấy không đơm được cái chứ. Đép được. Tôi lên nha. Tôi lên đâu. Ra đi tôi lên. Ui cái gì vậy Hải. Ui. Cái lồn.
Nguyễn Quốc Thái, cho nó ba đường. Thầy chào em chưa? Hello Hoàng Dương nhá. Ôi. Má nó cày. Đợi em hát thế ơi. Địt mày lên. Chó đi. Má. Đầu game cuối game trả được một cái file gì luôn. Xuân Bình, nó đã bảo là Kiệt không lắc rồi. Mặt cười nhăn răng. Trận này đi mít cánh thầy nha. Rồi cắm đi lì luôn rồi. Nhục luôn. Đánh ai Hải? Em làm được cái lồn thì đòi đánh ai? Cóc. Hãy cứu lên. Hãy cứu lên. Địt mẹ game đấy có một mình thấy mình Zuka chơi game dỗi vãi lồn theo buồn thật sự. Đéo hiểu kiểu gì. Ngọc Huyền, thần đồng thì tại sao phải cai đi? Má pha cuối đúng đẹp luôn, đấu má. Pha cuối mà cứa được là đấu má win chắc luôn, đấu với một mình Thái Bình Zuka đéo đỡ được. Đéo nó bão thẳng ra để mọi cay quá luôn rồi. Thằng tu len đấu má buồn. Đi đây em đi đóng được mà, em đi. Sáu xỉ. Chỉ nó chơi tu lần đi em. Má cái pha mà nó đi lẻ mà để con bộ không nó bắt hết nó không đi ra đường giữa luôn đi là win luôn rồi. Đầu máu cắp đi lẻ. Game đấy mình cũng sai nữa, mình lên cái con mắt mẹ đi. Lấy cái giải. Mình đéo tin mấy anh kia đầu má mình lên giải để mình gánh game đấy luôn. Đầu mẹ nó chóa còn chạy được đi. Chơi game mất niềm tin vào đồng đội quá. Thầy chúc em đi tốt hả? Xíu đi thi hả? Làm ăn lu bu nhỉ? Lâu không đánh lu bu không? Thầy ơi, chúc Hải thi tốt. Chứ đi thi. Ok nha. Sinh thần, tem có S lu là thua chắc. Ok, sao không được mà. Đồ mà anh em đánh đường nào chơi chả nhảy được. Có đâm mô tên của thằng bạn tôi. Nó đã lìa đời khi vừa đôi mươi. Xíu em đi thi mà em phải gán vào đây em lo lắng. Đừng nói. Đừng nói nữa, mệt lắm. Đừng nói nữa Hải. Em làm được cái đéo gì? Có làm được gì không? Ủa, hạng gì đó thầy? Hạng gì đó thầy? Hạng cái lồn đó hạng.
cứ ngồi hạng hò. Quan trọng là mình làm được cái gì cho game, mình cống hiến được cái gì cho game thôi chứ đâu mẹ. Cái pha mà thầy, cái pha cuối cùng thầy bảo là thằng Zuka chạy qua giữa với thầy ấy, em mà chạy qua đầu má đơm là tụi nó thua chắc. Mẹ đéo thằng lồn nó qua cáu đéo chịu được. Đánh mình phải lấy sai trước, mình đánh đồ mẹ check sai trước, mình đánh đồ mẹ lợi thế trước. Đồ mẹ qua đấy băng vào đúng đẹp luôn, thiếu đam có hai thằng đam lồn. Bức tường cao. Thôi đừng bức tường cao nữa, đứng đau lắm. Nguyễn Ngọc Trung, chào em cái. Hello Trung nha. Thôi đi. Luba lubu lăng qua lăng quang. Lâu lắm đánh lubu đâu mà đánh ngược tay quá. Nhỏ Ruby, em chào thầy và chị Google. Chào em, nhớ like và share cho thầy giáo X nha em. Xe đang đi thì hết xăng. Hello nhỏ Ruby nha. Châu Na đi danh round đi bạn. Đi đứng ra đây làm gì? Châu Na. Chơi đây, muốn lên hả? Lồn má nó sao đánh kỳ vậy ta? Ô đánh không đi ram đi. Không đi lấy ram đi, không lấy sai đi, đồ má để nó bao kéo bùa kìa. Đức Anh, mồm đâu? Ôi cái gì vậy? Ủa sao không đi ram lấy bùa, lấy sai cho team đi trong nè. Sao vậy ta? Má đổ mẹ nó chơi game. Nhiệt tình. Kim Hải, 2023 rồi còn Lusu bu thầy. Ôi khó hiểu thật sự luôn á. What the fuck? Lồn mẹ nó chơi game. Sao chơi? Võ Duy Thịnh, ông Ed chào tao chưa? Chào bạn. Má, chơi game. Được rồi. Nguyên Minh, cỡ thầy vào series B chắc về nhà sớm. Má, đánh không sai gì vậy ta, cầm con SB mà không lấy sai rồi đi ram đi. Ủa là sao, cầm con Châu Na trên kéo con ấy mà sao không đi ram cùng Tulen kìa. Khanh Nguyễn, ôm Elsu thì SP thế giới rồi. Má để cho nó tăng thầy như con. Nhưng mà đúng má đánh SP không lấy sai cho tem di chuyển. Đúng má nó đánh trên kèo con SP trong na trên kèo con crack cứ để cho lấy sai trước. Cáu quá lộn hơn. Ôi. Em farm đi Hải, em farm. Ui em đo được. Đớn đau thật sự. Trần Hoàng Sơn, NS Hoài. Bỏ em ơi, đừng có ăn cây sơ, có tem mình có ai đâu em. Đồ má thầy cũng muốn ăn lắm á, đồ má muốn ăn lắm luôn á. Đồ má nó đánh không có một sai đâu, mẹ thằng không ló lên đầu được. Đi, mẹ muốn ăn vãi lộn luôn á, ăn kiểu gì. Đồ má em thấy cái sai, đồ mẹ thằng lộn rát, mấy thằng lộn thích chơi, mấy thằng grab đứng bên đó đó. Duy Hải, không có mồm à thầy. Em farm đi. Ui. Đi rồi.
Quốc Tuấn, thầy lằng ngoằng quá, mặt cười chảy nước. Lằng ngoằng cái lồn á. Biết chơi game không? Địt mẹ đánh SB phải lồn đánh không một sai lồn nào luôn. Thằng lồn hải ra nó còn chết chứ thầy cái lồn này nè. Đi vào nó ép dưỡng tư cái level 1 luôn, nó vô cướp bùa. Thầy con cặc, ngu như con cặc thế còn. Ngu như con chó còn comment nữa, cái địt mẹ mày. Thằng lồn Khánh đánh Hello, không có sai đủ mẹ sổ vai lồn à. Đánh đủ mẹ nhục luôn. Ngu đi mẹ, coi lại chim mà ngu như con chó lồn mẹ. Đúng cáu luôn. Địt mẹ mày, tao mà ngu đéo phải là tuyển thủ rồi. Đéo phải là địt mẹ từng top một thách đấu rồi. Cái lồn mẹ đúng cáu luôn. Đánh không có một tí sai lồn nào luôn. Đủ mẹ sổ vai lồn à. Thiên Kimix, hello. Hello Thiên nhá. Địt mẹ đánh game bực vai lồn nè. Nó làm cái lồn gì ấy. Em cứ farm đi, em farm đi, đồ mẹ team này đồ mẹ xác định rồi đấy. Một là cố gắng lết game mà gánh đồ mẹ. Hello anh giá. Trông chờ cái lồn đi. Cáu thật sự. Em vào đi. Áp lực cái lồn thì thằng SB mình nó không biết chơi áp lực cái lồn gì. Đồ mẹ bây giờ nó đi kè vào thằng lồn mid SB nó, thằng SB nó làm được gì. Cáu thật sự. Đánh đi, đéo sao đâu. Em cứ lên full damage thầy tanh không. Đồ má thầy ăn con rừng còn nhục á. Lôi đi. Đánh được, tao mày đánh được rồi. Hoàng Việt Pháp, ẹc, mặt cười chảy nước. Chơi được kìa. Nó ngủ à. Thôi làm đi. Đổ mạng được. Em cứ farm không đam đi. Đổ mẹ nó. Thằng lồn nó sủa kìa, thằng lồn nó bị ảo à, đồ má win hộ game này đi cu. Thằng lồn nó chắc mới chơi điện tử ấy không á. Sách đi, mít. Cho nó gái thế đi, địt mẹ nó game này thằng lồn chấp trâu na ấy, đồ má rồi. Em farm đi, thêm món nó đi đánh cho chắc. Đồ mẹ tụi nó muốn địt mẹ muốn đánh win đúng không? Đánh cho nó thấy cái cảnh cái lồn mẹ nó. Quốc Bảo, thầy đánh lữ bố tự. Từ ơi, tật cái lồn mẹ mày chứ tật. Đánh cái lồn đi. Cái lồn má đánh đồ má chấp SP thằng lồn SP nó tao kéo bùa. Tật cái con mẹ mày chứ bảo bị ngu à? Mày chửi địt mẹ mày, một thằng tuyển thủ, một thằng từng lên top 1 server Việt Nam khác lồn mày tự hiểu vào đầu mày. Tật con cặc cơ. Đánh thôi em. Mình giả, cầm SP mà sợ chết. Địt mẹ mình nhóc. Chơi đó. Kéo chán vậy em. Chơi bác chủ luôn. Ủa sao lại đi đâu vậy? Địt mẹ nó. Quất giò như cái lồn đấy Winnie. Lấy chủ đi. Lấy chủ đánh, có tu lên à, đánh nó luôn, sắp đam kìa. Có sách rồi. Bỏ em ơi, về farm đi. Mấy thằng lồn đòi win. Đỏ rái rồi. Địt mẹ nó. Mấy nhóc phải đồ mày. Chắc tí tèo đòi win nữa. Chắc có 50 xác nữa chắc đòi win. Thằng lồn SP lên đi kìa. Bỏ em ơi, hết máu rồi, bỏ em với đếp ra rồi. Phạm tí nữa đi, đủ mẹ đánh có đéo là giả quyên. Việt Nhân,
Đổ má, pha đấy là em còn kéo trượt đấy, em kéo trúng đổ mẹ game đúng dễ luôn á. Chiều cuối đéo trúng thằng ấy luôn. Sợ mày. Bỏ đi. Em đẩy đi, em cứ đẩy, em cứ đẩy, em cứ đẩy, em cứ đẩy đi. Em cứ pha mày đánh, em pha mày. Chơi không, chơi không, chơi được rồi, chơi luôn á, chơi luôn á. Rồi ok. Chào em thầy. Đánh đi, đánh đi, đánh thầy qua này, qua này nè. Em vào đi, em vào đi, em vào đi. Em vào đằng sau đi kìa. Đi, mẹ lại thầy nữa, thầy cái lồn nó thầy ngoài vậy em. Đồ mẹ, em đéo vào bọc đằng sau nó đi đây, bánh mì kẹp thịt em lại chạy vòng về hang của xanh là sao vậy Hải? Cái phà đây em đang đứng ở trên đường top đúng không? Địt mẹ em bọc luôn cái đằng sau này, em bọc cái đằng đít nó thầy. Thầy mới tem chạy lên. Tên em thầy ơi. Lỗi cái lồn gì, đánh cái gì vậy ta? Chán thật sự. Ủa sao em chạy về hang của xanh làm gì? Em đánh cái hướng đấy là đồ mà em đánh là cả team mình đứng một hướng nó bắn địt mẹ chả nát. Em thấy thầy bọc qua bên đường xong không? Em bọc bên cái đường top này địt mà chạy ngang qua bọc ba đường nó có phải là chết không? Địt mẹ đi vào công bác chán thật sự luôn. Chung, bánh mì kẹp thịt. Ô sao vậy? Cái lồn mẹ chơi game gì kỳ vậy? Đồ mẹ cả team đứng một hướng cho nó bửa, sợ mày. Thiếu người, có lính ở dưới này, lính ở dưới này luôn em ơi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Má Hải em lên đồ gì vậy Hải? Thầm xin lỗi, rú cái đầu, mặt cười tít mắt. Đây lồn má lên Murasama, cóc. Sợ quá lồn à. Em lên Murasama đánh ai? Cùng con đồ vào AD đúng mất đi lên Murasama. Mà tem có thằng lồn đó, nó có tanh thuần đéo đâu mà Murasama. Quá cận lộn. Chơi nè, chơi nè, chơi nè. Nguyễn Văn Tài, dạo này thầy hơi nóng. Làm đi, làm đi, làm đi. Bắn đi ai xuống. Rồi rồi, không sao. Má lên cầm đi cậu. Cái lộn má ai chỉ em chơi con đờ lên 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 Murasama đó tớ em. Ai? Vãi lộn. Trương Tạ Tốn, đừng để em nóng. Em có tốc biến ấy, em ôm thẳng vào thằng AD nó ấy, hoặc là thằng mid nó ấy. Một cái đã chết lên đi. Mai em không trông chờ lộn má nó nhục luôn. Mày có game này có tụi lên đánh hay hay đó, không là đụng con nát. Ê, chơi 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 chơi. Em vào đi kìa. Ủa em vào thằng lồn nào, cứ vào thằng lồn đấy mày. Mình cái lồn ma cầm con quân đồ vào tuyến sau, em cứ vào thằng đấy làm gì? Đó đơm vào thằng AD đó, cái lồn mắt nó chạy sao được. Mày cứ muốn đâm thẳng đơm vào thằng lồn thích chờ cáu vãi lồn à. Em vào chung với thầy giáp tay cho thầy ơi, đồ mày thì đâm nó hai cái là chết mẹ rồi. Cái lồn mẹ nó vào combat. Hát thế nhất, đánh non non cứ chỉ. Non cái lồn á. Ngu như lồn á, địt mẹ nó top 1 thích đấu mà non cái lồn mẹ nó nhục luôn á. Địt mẹ người chơi hàng lên top 1 thích đấu Việt Nam, địt mẹ kêu non vãi lồn. Tự chửi nó sao á. Cái lồn má game đúng dễ luôn á. Đánh cái lồn mệt vãi lồn à. Cầm con đồ ôm và thích chơi liên quan đéo thì đến ôm thì mẹ mình cầm đồ mẹ đấu sĩ mình lao vào. Gánh thầy ỉa luôn. Đồ mẹ mình lao vào gánh cái lồn á, một mình thầy ôm bốn nàng chiêu cuối trên ở trên luôn á. Thầy địt đớn đau vãi cả lồn đó nè. Một mình ôm bốn nàng ở trên cái lồn má nhục luôn á. Má nó đánh đéo có thầy cái là địt mẹ biết rồi đấy. Vào con mắt non quá lồn à.
Chí Nguyễn, này ẻ cáu thế nhỉ, ai cũng chửi. Ngu thì mày đéo muốn nói chứ, đồ mẹ nói ra, đồ mẹ mất tự ái anh em mà ngu quá phải nói chứ, đồ mẹ nó nhục luôn. Điệp mẹ nó, hay con cặc cái hay, tụi mày ngu như con chó hay cái lồn á. Đánh đồ mẹ nói đéo nghe, ngu như cái lồn á. Đéo có thầy cái ơi, điệp mẹ con bắt nát cái lồn à. Còn cái pha này là lấy lợi thế đó. Chơi. Hello, em chơi chơi, bắt đi, 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 bắt đi. Cầm con quân đồ đủ mẹ. Nghỉ đi. Địt mẹ người ta câu giết được thằng lồn kia vẫn còn để đánh lồn. Chán đéo chịu. Đéo được không sao đâu. Dương Đạt, cả team như nhau mà chỉ rũa cái gì? Mặt cười chảy nước. Đủ má, nó giết được thằng lồn kia rồi, câu kéo giết được thằng lồn kia rồi nên combat vẫn thua được thì cái lồn què. Cái lồn má, một mình câu kéo bốn thằng Esu giết thằng lồn kia, đem mình lên combat vẫn thua, chắc thầy nữa thôi, lại thầy nữa cái lồn á. Cái pha kia bốn thằng không có thầy, cái đủ má nát chết hai thằng, xàm lồn. Tà Minh Ho, 19 oai lăm. Oai cái lồn ấy oai. Đúng cáu luôn, địp mẹ cái pha kia mình câu 4 thằng, 5 thằng nó đổ mà giết mình đéo chết. Giết rồi, tem mình giết được thằng Esu bắn chết được một thằng. Lên combat vẫn thua, what the fuck. Oai lồn. Chấm hỏi. Muốn làm cái lồn gì nữa. Rồi cái pha combat đéo nào cũng một mình câu 4 thằng đổ mà ở dưới đó mình đích cho cái lồn mẹ nó. Chung, nâng ghế lên thầy. Ạc đã nóng. Ạc đã nóng. Đồ mày đừng anh nóng mày ơi, nóng lên rồi cởi đồ, cởi đặt. Chạy lắm. Má nó chơi game. Mày đợi đâu em ơi. Rồi đồ má ai chơi game thằng lồn chơi con đờ lên cái gì? Murasama với lồn cái đao cũng lên. Cái đao chi hồn. Sau lấy cái đao chi hồn rồi sau đổ mẹ đi lên cái Murasama vãi lộn, thầy đã cực khổ từ đầu đến cuối rồi, thằng lộn chắc thằng lộn trong na rồi. Vãi lộn chơi game đi mẹ nó. Cái gì vậy ta? Đã nóng rồi, đã nóng. Đừng nóng mặt ơi, đủ mẹ nóng rồi cởi đồ đi lâm ba lâm bông vào đường luôn. Quá. Vãi lộn. Tô Tân, chào bạn ẹc. Hello Tô Tân nhá. Sao vãi lồn này. Bạn này đi mic chưa? Bạn này đi mic cho. Gì vậy ta? Đồ mắt chơi game gì vậy? Nhỏ Ruby, anh em thương thầy xíu đi. Sời. Nguyễn Trường, thầy bất nóng. Lưu Trường Giang, thầy nhớ em không? Thôi Trường Giang nhá. Má.
Tam, tao chào thầy. Ui này. Em bắn stream game không thầy? Nguyễn Vũ Hào, hello thầy, thầy chào Phan Thị Nương hộ em với. Hello Phan Thị Nương nhá. Đã vui rồi, đã vui. Cao Ngóc Cảnh, khi ông ẹc 1000 ngày gặp lại ông ẹc. Này đi đi. Alo Cảnh nhá. Lộn mẹ nè. Chung, uống cốc nước lấy lại tinh thần đi thầy. Tinh thần cái đéo gì đồ mẹ nó, tôi đánh đồ mày đánh vậy đỡ thế lồn nó được. Sợ hãi thật sự. Má chịu luôn, đồ má mình bị lồn người đắc kéo bùa từ đầu đến cuối luôn đồ má. Quân đờ được farm free, bằng vàng đánh. Đi cầm quân đờ, game đấy là mình cầm lưu bu là đồ má mình đi rừng là đồ má. Này thầy hết quá khó chơi rồi anh em ơi. Quá khó chơi luôn, game đấy đúng khó chơi luôn. Đồ má game đấy còn VS counter luôn mà. Rồi đồ má còn ông cóc châu na đồ má ngủ luôn ở đường dòng. Đồ má sợ vãi lồn à. Let game vẫn full đồ, vẫn tanh cơ cho anh em chơi được. Đồ mẹ tạo lợi thế được pha cuối luôn á. Đồ mẹ mà vẫn thua thì chịu, đồ mẹ nhục luôn. Theo mình mạnh vãi lồn ra tu lên Esu rồi con đờ cái lồn má. Tô Tân, Wonder lên Mura mới thấy luôn. Đồ má đó bịp. Nó ôm mà ôm thằng Slim với thằng Rat với mình từ đầu game là đồ có win chắc rồi. Đồ má cứ chạy đâu không à, sợ quá luôn rồi. Địt cái con mẹ. Nhờn mấy thằng lồn này ngu đồ mẹ thôi. Đồ mẹ đéo nói tụi nó tưởng là tụi Nguyên nó đánh hay quá. Xin tử thần đi thầy. Sợ quá này. Ê bị mập mình kìa. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng, kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Nguyễn Khắc Giang, em có yêu anh không? Mặt cười chảy nước. To earn a ninja's loyalty, you must pay dearly. Thằng cần mít tập ít AP nó xuống. Chờ luôn em ơi. Kéo nó về. Đánh người trước em. À, kéo vậy là chết luôn rồi. Nhỏ Ruby, sợ thầy bị trầm cảm, mặt cười thích mắt. Đánh đổ mà nhiều cái nó đổ mà đánh tệ quá, đổ mẹ đánh cáu luôn á. Bonds created by blood are not easily broken. First blood. Leo Nam, bì tĩnh thầy ơi, tư duy đồng đội có vậy bảo đánh hơn thế nào được, chưa kể nhiều đứa mượn nick đánh. One day, we will take down those at the top.
có những cái nó cơ bản đúng không, đồ mẹ chứ đéo phải là cái nó đánh ngu hay là fit hay không, có cái cơ bản đồ mẹ nó tranh trăm sao chứ đồ mẹ danh đồng linh vàng đéo đâu mà mất giọng luôn. To earn a ninja's loyalty, you must pay dearly. Nguyễn Khắc Giang, bức tường cao. Đi lấy sai cho mít chạy đi, đi lấy sai cho mít nó di chuyển đi SV. Xuống dưới nào. Mà em biết nó di chuyển bén lắm. Nhật Nguyễn, chào em đi. Hello Nhật Nguyễn nha. Khôi ơi, Khôi em cứ chạy ra mít xong dìu mít xuống nó chạy đây nè, đánh dễ đánh á. Em đi trước mít đi, em đi trước mít đi nè, chơi được nè. Kéo. Ui dồi. Cắt hay vậy. Tèm nó xuống nha, tèm nó xuống á, lùi tèm nó xuống á. Chơi được kìa. Ơ sao lại chạy? Lộn má. Đất đầu ơi. Má vào đây ôm nam chưa đàn rồi mình chắc không chết đâu. Tớ ơi em ơi. Chơi em ơi, dưới này. Nguyên Minh, có biết chơi lượm nó. Nó vào trường kìa. Đức Anh, có biết chào không? Mệt mỏi. Ngủ không? Nguyễn Minh Thái, nờ on non sắc non. Trần Phúc Tâm, chào thầy giáo Tín. Hello Tâm nhá. Just getting started.
Nam tính, nhìn chán luôn. Má nó chơi game mà. Cái lồn má nó mười. Từ nãy giờ em chưa kéo chúng một phát nào luôn. Trời đồ mẹ nó. To earn a ninja's loyalty, you must pay. Nhỏ vừa đi, lại không ổn rồi. An enemy has been defeated. Enemy double kill. Ace. Enemy ultimate. Ma. Cố tình, chị Google Bác Hoàn hiện tại đang ở đâu nhỉ Bác Hoàn? Ở Đà Lạt mà. Má game này grab counter hết luôn á. Đầu má nếu mà đánh khéo là game này grab chùm. Đầu má đánh từ nãy rồi chưa kéo một phát nào để về bắn bắn thế lồn đi. What the hell? Đồ mẹ đánh mệt vai lồn ra, không làm được một cái gì luôn, sợ vai lồn ra, kỳ vậy ta. Bịp vai lồn luôn, sợ ơi là sợ nói ra đồ mẹ nhiều khi. Đỏ rái chưa ẹt. Cái lồn má nhiều khi nói ra đồ mẹ. Kỳ cục mà đồ má đéo nói, đồ mẹ chịu không nổi luôn á. Từ đầu đến cuối không kéo được một pha nào thì đồ mẹ cầm SB đánh không có một pha kéo hay là một pha gì. Đồ mẹ đánh bảo chê nhưng mà đồ mẹ thật sự. Tem người ta đồ mẹ nó auto thằng lồn mắc nó lao vào đầu luôn, đồ mẹ nó cam muốn ỉa luôn á. Sợ vãi lồn ra. Con tởm vãi lồn cái danh này. Lương Gia Huy, mắc không cho thầy chơi game đồ rồi. Mẹ nó. Mình chơi là mình xác định là mình bị nó counter rồi, bị nó ôm rồi đấy. Nó mắc tóc biến à? Đồ mẹ lúc lồn nó phải tự lo luôn mà đồ mẹ đánh. Game này đồ mẹ con nào gặp con đồ mẹ con ấy là sợ vãi lồn ra mà. Đánh đồ mẹ đồ nói ra đồ mẹ chẳng nghe cầm những con tướng anh em cầm những con tướng nó địch mà nó counter đấy anh em chạy không chơi được. Vai lồn buồn thật sự luôn ấy. Quốc Tuấn, quá đớn đau rồi. Đồ mẹ nó, kéo về là lượng tiền thôi mà, đồ mẹ. Đánh sao vậy ta, kìa, thằng ấy, đớn đau thật sự luôn, buồn. Hay kìa. Đồ mẹ mình đây là auto là bị 4-5 thằng, đồ mẹ lúc lồn nào nó nhè ra đâu mà đồ mẹ nó đánh thở không nổi luôn đấy. Sợ thật sự. Nguyên Minh, mùa sau team 5 leo thách đấu như trước đi thầy. Đó phải là đó. Mùa nào đánh với đéo gì cũng vậy hết đấy. Đánh cái danh lồn nào nó vậy hết đấy. Ôi, không biết là mấy bạn nó có trình không mà đồ mà vào đánh đồ mạnh như vậy đồ má đánh khóc luôn á, thật sự luôn á. Đánh nó có phải có tác dụng đồ má đánh sợ luôn á. Vào săn ngoài đồ má nhục luôn á. Đúng. Nhỏ Ruby, không biết nói gì luôn. Ôi, tem của ta cái lồn má đó. Quốc Tuấn, anh em tha cho thầy đi. Không phải tha mà mình nói thật sự luôn á. Này không biết không có trình nhưng mà đồ mắt đéo biết là có trình hay không mà cứ lùng cái mượn ạc hay là bút bẩn lên đánh hay sao á. Đánh cảm giác cực kỳ khó chịu luôn, đánh cái tình huống nó cơ bản vãi lồn ra, đánh sợ thật sự. Thôi được rồi, xin phép anh em mà lần sau không bao giờ mở mic nói chuyện nữa, thật bất công lắm. Đủ vậy một Phú mình tình, là... Chi Google một thời Bác Hoàn cũng top một thách đâu chơi giỡn đâu bác nhỉ, chẳng qua tấu hài cho anh em không xem. Không phải là tấu hài nhưng mà đồ mấy anh em hình như đéo biết chơi sao mượn đặc hay là búp bẩn lên đánh sao á. Nói chuyện với anh em mình cũng muốn vui lắm nhưng mà đồ mẹ đánh nó chả có một tí tác dụng nào để mà đồ mẹ chơi game nó chán thật sự. Có những cái rất là cơ bản luôn đồ mẹ đánh còn không làm được, đánh bị làm sao á. Cáu đéo chịu được. Xuống trình luôn á. Đánh đồ mẹ
Lưu Trường Giang, cần em đánh Grag SP cho thấy nha. Game này thật sự FB đánh khéo đét thằng lồn nó dám vào luôn, đứng đổ mẹ, đứng khép góc thôi đổ mẹ. Cỡ đổ mẹ Esu hay là mấy con kia nó cực kỳ sợ con Grag luôn mà đâu mà đánh. Và xin phép anh em tắt mic các bạn. Đánh chai hát lên dành cao cao, đánh bật mic nó vùi, đánh bọt mic này đổ mẹ đánh, càng đánh càng ức chế luôn, sợ quá đá. Trần Phúc Tâm, thầy Tín không lo được cho anh em rồi. Không phải là không lo được mà đánh đổ mẹ, đánh nó bật mic lên, đánh nó. Các bạn đánh đổ mẹ nó, đánh nó kiểu cái lồn mẹ nó. Bịp lắm, đánh nó kiểu lồn gì ấy, đánh nó không có tác dụng. Thôi xin phép anh em hôm nay đợt này trai hát bỏ bật mic lên đánh, bật mic. Sợ quá. Đúng mà đéo phải ai cũng như mình đâu, đổ mẹ nó, đánh có nói nó cũng đéo hiểu. Jun, thầy mời em đánh cho vui đi thầy. Đúng á, mình nói thật luôn, đánh khác lồn nào. Đúng là mình một mình chơi game không? Bị mẹ giết. Đúng kiểu như là dạng đố mẹ đó. Chơi luôn à? Mệt lắm. An ally has been defeated. The team has destroyed a tower. Ultimate. Huỳnh Quốc Cường, hoài lắm. Trầm cảm, đánh là đổ một trầm cảm. Nguyễn Mạnh Hùng, Winroof. Nhìn map giàu mệt hai lồn để chơi game, sợ thật sự. Nguyễn Minh Thái, chỉ em cách leo lên tinh anh đi thầy, đánh chiến tướng hoài chán quá. Đớn đau lắm. Ôi. Diệp Cô Thành, lật kèo. May là tắt mic. May là tắt mic anh em. Đức Dương, hello thầy. Mệt quá lộn hả? Hello Đức Dương nha.
sợ ai luôn. Nhỏ Ruby, trai hát giống người trầm cảm, mặt cười tít mắt. Nam tính, sức mạnh đã tràn về với anh giáo. Trầm cảm luôn ở đầu. Đấy cái danh này trầm cảm rồi luôn. Không biết là có biết chơi game hay không ở đầu mắt cứ lên đây săn sụp đầu mẹ đánh. Ngày chắc đi viện luôn các bạn. Sợ vậy luôn. Team người ta thì đầu mắt thằng lò đóng bu báo bữa. Team mình cái lò đó đánh. Phê. Nhìn tật vậy luôn. Hoàng Trọng, tắt mic chai hát coi bộ có tác dụng đó ẹp. Nói sao luôn, sợ hay là ai đánh. Không phải mình nhìn cái con, nhìn cái game ấy, nhìn cái chất tướng ấy, nó game nó dễ vãi lồn đó. Mà đánh mà cảm giác cái lồn má bị nó hành, nó cay vãi lồn đó, nhục luôn. Đớn đầu vãi lồn đó. Trần Phúc Tâm, em bắp bẩn lên chơi với thầy được không? Cái lồn má game. Nhiều khi những cái game nhìn nó dễ vãi lồn mà đánh. Cảm giác cái lồn nó chật vật, nhìn vất vã vãi lồn. Sợ hãi. Luôn luôn phải giữ cái đầu lạnh các bạn. Mệt. Echo, echo, nhô nha nghi nhố. Game đấy mà tôi mà không bật mic lên là đầu mắt tôi điên lên tôi chửi chửi khôi là thua. Đồ tắt mic ngay. Đầu mắt điên ơi là điên luôn, đầu mắt cầm con Grudak đi. Từ đầu game đến cuối game không kéo đồng phát nào, mày đầu tỉnh. Cái đầu đâu. Điên lên chắc chửi nó chắc trầm cảm luôn á. Sợ lắm. TL, mic lên. Mệt lắm ạ, địt rồi mic lên đau đỏ. Mệt quá rồi. Đánh sổ hai lồn. Muốn bật mic hai lồn nhưng mà đánh cái lồn mà đánh mình mới là bảo đánh con đánh đầu mẹ đánh. Lồn mà đánh sổ hai lồn trầm cảm. Nói Trần Phúc Tâm, thầy X trầm cảm. Đồ mà đánh nhiều khi đồ mà sợ thật sự luôn ấy. Đâu biết nói là sao bây giờ chả bật mic lên ngồi cãi nhau rồi ngồi chửi nhau rồi ngồi chỉ. Đồ mẹ nhiều khi mình đánh mình côn ấy, đồ anh em mẹ bảo là mình đánh ngu mình côn, đồ mẹ nó. Nhưng mà đồ mẹ tôi thật nhiều khi tôi nói thật các bạn luôn ấy, đéo cần tụi nó tôi ngồi tôi đánh một mình ấy còn win được ấy, thề luôn ấy. Đồ mẹ sợ quá luôn ấy. Tường Tường, hello ông ẹc. Đó Tường Tường. Lu luôn. Đánh đồ mẹ trầm cảm. Sợ hãi. Đồ mẹ chỉ tụi nó nữa bảo mình đánh ngu nó mệt quá luôn à. Nguyễn Huy, tặng thầy một sao. Đơn đảo là... lỗi lòng. Relax, you can totally trust me. Hoàng Trọng, mở mic chửi nhau với Minh Mập cho vui ẹt. Đánh độ mẹ mất công, độ đéo chửi nhau được quá. Mày nhóc nhóc vào độ mẹ tưởng mình đánh gà gà ngồi độ mẹ. Mệt lắm. Lộn nó đang to ra. Đớn đảo lắm. Nguyễn Huy,
để em SP cho thầy nha. À, mệt lắm. Mất cảm giác quá. Trần Thanh Duy, chào Duy Nha Trang chưa thấy? Duy đại ca. Đổ mà nhiều khi bật mic lên nó vui thật, nhưng mà đổ mà đánh anh em nó đổ mà nó bị kiểu gì đánh, đổ mà cáu hay chửi với đổ nè. Rồi xin phép anh em đổ mà còn mấy ngày nữa tắt mic chai hát. Minh Vương, hồi đó không biết thầy lên thách đấu dễ mà. Cái lòn má nó dí, không nỉ luôn. May đầu má có mình mập. Hồi đấy chơi là binh không à, nó đánh đánh để trình cao đánh binh rồi đầu mẹ nó tự đánh đầu mẹ đánh mấy ông cóc này, đầu vật mít lên mấy ông cóc. Bắt đầu biết mới chơi được tự lên. Hiếu Nguyễn, chào thầy bớt cọc. Sợ quá đấy à. Đem nó cứ 4-5 thằng cái ẩn ti vào đầu, cái lòn má chạy hộ luôn đấy. Đớn đầu lắm. Hoàng Trọng, Minh mập được việc quá kìa thầy. Được cái gì đúng mày, cái đấy là nhiệm vụ của SP rồi đúng mà đánh SP đéo thấy đâu, sợ vãi đái à, còn khổ vãi biểu à. Băng trụ luôn à? Vẫn còn tốc biến nữa kìa. Tím vai. Nhỏ Ruby, cười rồi ha ha, mặt cười tít mắt. Mệt. Rồi. Cố gắng giữ cái kỷ luật. Leo thách đấu. Hứa với anh em mấy mùa rồi, đầu mẹ cứ bật bích lên mấy ngày. Bao giờ mới leo thách đấu được. Trình tụi nó đánh đầu mẹ nó có nhiều đấy thôi. Mình nói đầu mẹ nhiều khi nó còn áp lực. Lương Gia Huy, em chơi từ mùa 1 đến giờ gần 19 ba trận chưa biết mùi chiến tướng có nên xóa game không thầy. Mặt cười lộn. Nguyễn Huy, thôi bật mic anh em vui thầy. Đông quá ta. Má, tèo nó đông quá đấy, đủ có 5 thằng. Sợ quá đấy. Đéo vui cho nó. Chơi game mà đổ mẹ chửi nhau là đéo vui được. Vào trẻ trâu đánh giá quá. Sau này đổ mẹ tôi chai hát lên một chút xíu, tôi leo mà lên cao cao á, đánh nó mới vui. Mấy anh em nó biết chơi á, đánh vui lắm, đánh hay, các bạn coi nó cũng quấn. Giờ đánh cái danh này, đổ mẹ anh em thấy đổ mẹ ngồi nói trai cãi nhau không, đổ mẹ trẻ trâu với lồn à. Đánh đầu vệ trình nó chưa tới, có nói nữa nói mãi nó cũng vậy à. Nguyễn Minh Thái, thầy chỉ em bù win như thầy đi. Má, giờ nào đánh căng quá ta. Má, chạy gì chạy đồ mất nửa cây số luôn. Wonder cái này farm free. Má mệt quá lột à. Má gì chịu luôn đấy. Minh Khánh, ông ẹc đã căng. Má, nó gì đến như vậy luôn đấy bạn. Sợ ai đái à, đồ gì gì nửa cây số đồng hồ. Lưu luôn. Tổng vai. Ghê quá, thằng dân nào đánh ghê quá. Khó chịu thật sự. Để ý thằng này à. Lương Gia Huy,
Xem thầy chơi game mà không nghe thầy chửi thấy trống vắng. Gì? Chửi mà tụi nó hiểu á, tụi nó nghe á. Má nó. Ui. Má đánh. Trần Nhật Huynh, em chào thầy nha. Bắn quá trời bắn luôn rồi. Hello Huynh nha. Má bắn đến cỡ đấy luôn mà vẫn chết các bạn. Sộ thật sự. Má nó 4 năm thẳng luôn á, đầu má sộ cái đấy. Cái lồn nó còn bắn nó muốn yếu hết sạch luôn, không có ai theo mình cái đi. Ôi ôi. Lũ luôn. Bắt đầu à. Chục thằng nó đâm vào đầu luôn, đầu má toàn Zenna là ba lách không nhảy vào đầu thêm cướp nát nữa, chịu ơi. Làm điều đó đi mấy anh em ơi. Minh Vương, hello thầy ẹc. Hello Minh Vương nhá, làm điều gì đấy đi. Đấm đầu à. Ấy ra đây này. Ẹc mới cắt tóc à? Ở làm đi, làm đi, làm. Ôi mà lóc sao trâu quá ta. Má tôi đánh lạc lắm quá à. Đánh khó đánh quá. Ôi. Vũ Đức Quyền, đáng lẽ phải tắt mic sớm hơn nó mất cái chất top 1. Ui sao mà bắn thì mà bắn hoài đéo quá. Thì mình. Ui từ từ ơi. Con mệt vãi lồn ra, con bắn từ đầu đến cuối, bắn nó băng xương rồi nó tóc biến rồi đầu má nó chiêu cuối. Gần trăm thằng nó lủi vào đầu, sợ thật sự. Ai... làm đi mấy anh em ơi, đỡ làm sao được đây. Đồng vai. Tim mình đâu hết rồi, thằng Huy đâu. Đét cha. Trần Phúc Tâm, tật. Cái lồn quá, đét cha đét chủng. Con bắn con ngồi giữ vị trí quá nhiều luôn rồi đây. Trời đó. Hết sức có thể đây. Wonder đi đánh nhau đi Wonder, không ai đỡ được đâu, cái lồn má còn mệt quá rồi, đầu má nó đâm muốn ỉa ra máu luôn. Thanh Phước, ông giáo chào nhau cái đi nhỉ. Lô Thanh Phước nha. Má diện nào đánh khéo quá. Má khó chịu không? Trung Phan, anh nhô anh nhô ẹp. Lôi Trung Phan nhé. Má gầy ấm cẳng. Thanh Phước, tưởng không biết chào thì mất bên tai ngay. Lè lưỡi liếm phèn. Đất cha đánh buồn cười. Nhục luôn. Ok
kia nữa. Nhỏ Ruby, SP hay không thầy? Mặt cười tít mắt. Càng quá là hai các bạn. Má đánh game, đây, tắt mic đây các bạn, đánh đổ mà nếu mà bật mic chắc chịu nổi thật sự. Đột này bọn nó đơm mình nhiều quá. Lũ luôn. Trung fan, tưởng ẹt ẹt không chào là lũ cái đầu luôn. Relax, you can totally trust me. Nhờn hay mấy ngày chắc nhờn đấy. Nguyễn Đức, đổi trang phục khác đi. Ủa mày mập đâu? Má mày mập đánh bịp ê. Má mày mập đúng ngon luôn. Tự nhiên chạy ra mít xàm vãi. Hoàng Trọng, ván này ông giáo được chơi game rồi cây cây cây. Mặt trời đã khuất phía xa chân trời. Màn đêm rơi rơi vào bóng tối. Đầu tư cái tóc biến vào con rác phí quá. Thể hiện qua đấy. Pha sau mình Nguyễn Huy, sáu lộn cây nhà anh em. Đầu tư hơi phí. Kìa Zena, kìa Zena, kìa Zena, kìa Zena. Làm nó nào. Chết rồi. Cày quá ta, tìm đéo gì vậy, không có ai hết. Wonder sọc thẳng vào mặt luôn là chơi được. Đêm này để xem ơi. Hơi căng các bạn, cái này hơi căng. Đồ má đánh. Chết cái hoa kia ảo quá. Wonder rồi chụp rồi. Lượm nó. Quên này. Vũ Đức Quyền, thầy tắt mic được mấy hồi tối lại bật lên à? À, không giết được nó kìa. Đét cha làm gì đi đét cha. Ui nó cứ chạy lòng vòng đi đâu vậy? Cây sơ đi, một cây sơ đi, một ăn cây sơ lăn luôn đi. Ui đi làm gì vậy? Đừng đắt qua kìa. Thầy ơi cho em xin link X-Food đi thầy. Má thật sự, cáu thật sự luôn á. Đánh cái gì á, thằng lồn, đét cha đánh cái lồn má thôi.
Má đang ăn con cây sao bỏ đi đây đi luôn. Nguyễn Huy, kênh này Tấu Hải mà sao giờ thành kênh thế? Má sao đồ mày đánh game đang ăn cây sơ thằng lột đất cha đi đâu vậy? Lộn mẹ nó. Các bạn thấy cáu không? Cáu vai lộn ra thằng lộn kia không vậy? Đánh cái lộn mà không muốn chửi đâu nhưng mà đi mẹ. Nhục nhã với bên này luôn. Sợ quá đái à. Má lên cái liềm tỉnh không các bạn? Tỉnh vừa nãy mà tí à? Trời đã khuất phía xa chân trời. Ai á? Má ném nào tầm cỡ như vậy mà đủ má vẫn còn mệt mỏi nữa, sợ quá. Thằng Jenna phải công nhận là nó khó chịu. Thật sự là mệt vãi lồn luôn các bạn, bắn luôn mỏi tay luôn, bắn Winley thằng đất cha cái lồn quá. Ui trời ơi, game ơi. Bắt đời. Sợ thật sự. Đấu mát con bắn lên nó phải rơi hết cả cái lao ra ngoài vẫn chưa win được. Sợ ai đái à, đi đời game. Game ơi, đường như vậy mà game ơi. Hay quá. Quá mệt mỏi luôn. Sợ thật sự. Lưu luôn. Chắc còn hơn đấu giải các bạn. Sợ thật sự. Win rồi. Cuối cùng cũng win. Như đánh giải luôn, chắc hơn đánh giải, phải chắc hơn đánh giải. Bắn xúc chỉ. Má đánh danh trăm sao một cảm giác. Nó vật vã.
lú luôn. Hello anh em nhá, đớn đảo lắm. Đồ mà kêu cái danh để thở đớn đảo lắm. Cẳng, cái game cẳng các bạn. Má game này mà tôi không bật mic, tôi mà bật mic lên mà tôi cáu lên tôi chửi là đồ má chắc không có được game này chắc lại thua. Lại đi. Ui giời ơi, lú luôn. Có ai biết game nó căng như nào đấy, đồ này. Đánh đến cái tầm cỡ mà đồ mẹ phải nói là quốc gia luôn là đồ mới win được. Win mập. May là còn được ít min mập SP cho ấy, chứ đủ quá chắc gặp ông kia SP chắc lại nhục nhã nữa. Muốn mở mic lắm nhưng mà thôi rồi, mệt lắm. Đủ rồi, mic mục nữa. Trầm cảm luôn, thề. Giờ mà tôi mở mic nữa chắc tôi trầm cảm với cái này luôn. Nói tụi nó đéo nghe các bạn đó, cái trình của nó có như đấy thôi. Bây giờ nói nó đủ mà anh em bảo mình ngu, mình hay nói nhiều nữa. Đồ mà bây giờ im lặng gánh của nó rồi chứ đâu. Bây giờ mà tôi bật mic lên tôi cáu lên. Tại vì nó đánh đéo như ý mình các bạn không? Hay cáu lên hay bực, đồ mà bực lên hay chửi thì nó đéo hay. Đồ mẹ đâu phải ai đánh nó cũng đủ mẹ, cái tư duy mỗi người nó khác nhau các bạn. Đồ mẹ nhục lắm. Cái trình cái đầu nó đánh kiểu khác mình, cái đầu của mình kiểu khác. Bảo đánh giống mình đánh đéo được. Tốt nhất là mình phải tự dỗi cái lồn đấy, min mập làm được cái lồn thì mà dỗi cũng cắp. Nói chuyện mịt mập à, đâu quá mệt lại à. Counter Wonder đi. Thấy ơi. Mịt mập chơi game nó ít thôi nha. Đánh gà nó ít thôi. Đây rồi. Đéo ai đỡ được đâu. Ai lo cho em đó. Đánh đồ mà. Mày thấy không? Cái giả của tao là đồ mà lúc nào có sẵn luôn nè, ta đậu mười mấy cái giải luôn á. Không phải là không bao giờ, ta để mắc giải. Giải giận giỏi rồi, tắt mic rồi. Giận cái lồn ấy giận. Đấu mẹ đéo phải là giận, mà đấu mẹ nói chuyện với tụi em, đấu mẹ tụi em đánh. Đấu mẹ nó có nhiều đấy, bảo tụi em đánh hơn, đánh cái lồn nó được đánh, nó đéo. Đánh đầu mẹ bây giờ côn nó đánh đéo đúng như cái ý của mình thôi. Thà mình đéo côn hơn, tắt mic đéo côn hơn. Mình tự đánh, mình tự lo, mình tự đấu mẹ kiểm soát, tự giữ mạng mình đánh win. Đâu mẹ bây giờ nói các bố lăng quăng. Tại vì á, mấy đứa rồi, mà sang mấy đứa mà sang quen ấy là nó bình thường, em hiểu không? Mà mấy đứa mà nó lạ lại là nó áp lực á, nó dễ bị tâm lý, nó uống không được. Nó hiểu chứ. Má hồi xưa gặp mặt lần đầu đồ mà luôn đá thế mẹ luôn, mà bây giờ đồ mà ỉa đầu mẹ luôn, ỉa mặt. Minh mập làm được cái đéo, Minh mập ngu như con lợn oai lắm. Gì đâu ngu. Cứ mấy quái nhỏ nè. Ê AD không đi farm đi bạn. Đâu mà nát rồi kìa không. Và nó móc là giật lại đúng không anh? Móc là giật lại đấy. Nhưng mà vấn đề là sao mà để móc được em? Gì yeah. Nói thiệt đó chứ. Thằng giáo sớm vậy. Đủ má AD bị solo kill kìa. Lây thủ AD này, mic nó lây kìa. Kéo ra rồi nha. Ok.
Ui đông vậy. Gớm gớm gớm. Đây em lên đây, em lên đây. Anh đó, anh đó, anh đi đâu? Một mình anh căng đồ mà bốn thằng yếu hết. Đẹp đâu nữa, chuẩn bị ông chửi rồi. Ở mặt mít là ông đéo nói luôn kìa. Đủ map dòng chưa ra mấy ông cóc combat rồi đủ kêu cái lồn nữa đây nè. Đông ai đông à? Mày điên à? Mày điên à? Đủ mày. Mày mới hiểu. Mày mới hiểu là đồ mà cái con AD nó bị ép. Hiểu con cạc. Im đi, hiểu cái lồn đánh gà cứ hiểu. Bộ đỏ kìa ơi. Ok anh. Sao vậy? Trời ơi kìa ơi, đồ mà phải nhắc nữa. Anh đánh là áp lực lắm. Cho ngạc nó đi chơi chơi đi. Đỡ. Ghê không, ghê không? Ghê không, ghê không? Đồ má nó kéo lại đồng thế nhờ. Anh biết là nó đông rồi nhưng mà đồ mà phải vô cản lại farm thân quái xong đi. Anh giáo game này vừa nằm vừa chơi cũng thôi đi Kiệt, đấu má nó giờ con làm hết rồi đấy. Kiệt ông cóc ạ. Con đá mình cũng nỉ ở ngoài, ỉa ở quận đây nè. Minh Mập trả làm với cái đéo thì cứ hoài. Đéo bao giờ đánh chung với đồ, đéo bao giờ mà đồ mà đánh theo cái tư duy của mấy thằng cu ấy nó đổ mà nó non lắm. Đầu con đá. Đầu xong ai đi, đầu mày mới đá à. Chơi này nè, chơi này nè. Đủ má chơi đi à. Nó lên cản đường rồi đây. Ui. Điện đích bắn không có đam. Yếu hết. Má thằng voi còn chấm máu kìa cái hê. Để mình thoáng đường ở đường dưới mà. Trụ ra. Ba đánh ấy mà. Má, đủ tao lấy thôi. Tao lấy 2 đánh 3 đây. 3 đánh bóng ấy. Ê, AD mắc lậu kìa, AD mắc lậu kìa, đồ mày. Về đi em, lùi nhá. Hết chưa cuối rồi. Lang thang cái lầu nó. Đồ mà tem nó có ai đéo đâu, lên đấy trụi mít à. Đánh theo nó tụi đồ mày. Thằng mít nó lên đây. Làm đi. Thiếu người bây giờ lại đi đánh đồ mà. Thằng lồn miên im đi. Ừ nó hai các bạn. Rồi làm đi. Nó nhiều cái lồn nè. Cầu cái hết ba thằng rồi đấy. Đánh cái lồn nó đi theo tụi nó ngu con bò oai. Đủ mà tao thủ AD đủ mà nó nát cái lane này AD nó thọc sao. Nhưng mà đồ mà đéo có dừng mình, hiểu không? Rồi đánh đi thầy ơi, được cái lồn. Cái lồn đồ mẹ đánh đồ mẹ thầy mà lên đấy chắc là có cái lồn có lợi thế như này ấy. Nghe mấy con cặc đầu lợn nè. Ghê không? Đéo vào. Ơ đồ mẹ, nếu mà bây giờ thầy mà lên cái đồ mà bây giờ mà thầy lên cái đường tụi em nãy giờ làm lồn có cái trụ dưới làm lồn thì có ba xác. Cái tư duy đồ mẹ đồ mẹ đéo muốn bật mic nói chuyện luôn á. Nói bảo đéo có trình đồ mẹ anh em tự ái. Oai cái lồn ấy oai. Non rồi còn ngồi đội đại ca, đồ mẹ người ta côn thì đéo bảo nghe, đồ mẹ trình thì non. Chơi đi. Đã đi mọi máy sát. Chơi được rồi, Min. Đã. Biết chứ mày, đủ mày. Từ có chi tổng vô chứ. Đủ mày chẳng hết lại. Đủ mày lại chẳng hết lại tắc mất. Trời ơi,
ơi, đủ má, có chiêu mới vô chứ mình nó mới nhắc ba pha đó, thấy tụi này vô bụi rồi mà. Chưa có anh Tì vô làm gì. Chẳng lẽ lại tất mic với anh em đồ mẹ đánh non đứng ngoan đi đồ mẹ mệt rồi đây. Cày ở đây. Nóng rồi đây, nóng rồi đây. Nóng rồi là cởi áo đúng không? Đủ mà sợ lắm bạn. Lady Min, Lady Min, Lady Min chơi nàng luôn em. Đeo gì đây đủ má, tôi thấy có cái bóc cái lồn nó đi ngu như con bò ấy. Đi lên đường này nè. Rồi lấy chủ mít luôn nè. Sấy voi luôn đây. Im cái mồm lại. Để tôi lên. Để tôi lên sát cho. Tôi lên đào nè. Nè nè nè, đồ chơi nè, đồ chơi nè, đồ chơi nè. Mắc tóc biến, mắc tóc. Lấy chủ mít nè. Dạy. Lấy chủ mít nè, lấy chủ mít nè. Dạ, 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 dạ. Lấy xong về nha, tí rồi nha. Zuka khép bóc, Zuka em. Chạy gì em. Tôi về nha. Về cái sơn đi kìa, về cái sơn đi. Đằng nào ăn cây sơn đi. Mình lọc lên đây em, mình lọc. Đợi xíu mày, không áo. Lò nó nói đừng có cãi, ngu lợn lợn đấy. Lấy chụp đi. Tôi đang chạy ra, cu ơi, đủ má, cãi không gặp gì, tôi nói tôi hồ máu, tôi đang chạy ra đây mà. Chụp biết nè. Lò chơi nè. Lấy chụp luôn đi kìa. Hết vui. Quá đều luôn, quá đều luôn, quá đều luôn. Đồ mới đừng có nóng bạn nha, đồ mới nóng, gửi đồ cái đạc luôn ra. Ra, 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 đồ mày. Thôi đi Kiệt. Về, về. Làm được cái đéo rồi Kiệt. Về, về, tìm nó ra. Một mình thầy đá muốn ỉa mình cu hết rồi nè. Rồi chơi hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa. Không vào mà thầy. Tao về nha, tao biết rồi. Ăn thầy vẫn 99 sao vậy. Thôi đồ má mấy ông cóc, đồ mẹ con mà không mở mic với mấy ông cóc giờ con thách đấu lâu rồi đây. Một tháng trời thầy vẫn cũng như chính sao. Hai bùa, hai bùa, hai bùa, hai bùa. Hai bùa. Hai bùa kìa, đánh cái gì nữa. Hai bùa thầy ơi, hai bùa thầy ơi. Tí nữa cháy xong mình đầu là tao đấm vô đầu mẹ. Hai bùa. Má mày làm lăn ta lăn quăng. Đồ mẹ cái trình đéo có, đồ mẹ người ta nói côn, đéo côn nữa, đồ mẹ ghét đéo côn nữa, ngu côn cái lồn nữa. Con gạt đồ mà càng bị côn nè. Ừ, thách đấu cái lồn nữa, thách đấu. Chơi kìa, chơi kìa. Đánh với min mập mệt lắm. Cho xin màu xanh ấy. Chơi tiếp mà, chơi tiếp mà. Ơi, đánh min mập mày nữa đâu mà. Ép liên tục luôn, ép liên tục luôn. Đừng có lao vào, đừng có lao vào, đừng cover đâu, đừng có lao vào. Rồi bắn đi. Ai đó, ai đó. Chơi được, chơi được, chơi được, lũ gì? Zuka lên hả? Quay lên sách rồi. Nó có đao mà. Ở đây, đây nó có đao đây mà. Nó ít thôi nha, Kiệt không lắc nó ít thôi nha. Mệt lắm á. Đốt tài á. Đòi lắm, đòi lắm, đòi lắm, đủ quá. Bây giờ xanh xanh bán rồi là. Xanh cái lồn vừa giết vừa gánh mình á mình. Không chửi. Ai đó mình mập ai đó. Thôi bạn ơi, đủ má, tao mà tao đi support đó là đéo hoài. Mình chỉ muốn nói với bạn Min ấy là mình mà đéo bật mic lên ấy thì đồ mẹ ở cái đất AOE này ấy, đồ mẹ Min mập AK vẫn win. Gớm không? Đất AOE thầy nói không biết nhục hả thầy? Nè, đi. 4-1, đội hình 4-1. Tầm này mà thấy ở độ má chắc mình cu chắc ỉ luôn. Lấy chỗ đây, lấy chỗ đây, lấy chỗ đây. Hello, lùi 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 gấu
Trời đi vào lôi cái lồn nó vào đi, Minh Mập ngu ấy, Minh Mập chưa cuối đâu. Lồn Minh Mập đánh nhìn. Nhiều khi nói tự ái. Thôi Minh Mập nghỉ đi. Còn cặn. Đủ má, team mình thằng gấu nó yếu rồi đồ, mày bây giờ tôi có con về đây không chịu, mà mày lao vô trong đó. Thôi, bạn ơi bạn, đồ mẹ thật. Nó thật bạn luôn ấy. Tao hỏi mày này, mà cho mẹ có bát rồi mày có win được không? Nếu win được, nếu có quá nếu win được. Đồ má, cái pha đấy mà bạn chưa cuối và chúng ấy là ba thằng nó chết, ba thằng nó chấm máu. Mình bảo bạn vào đi, bạn đéo vào, bạn ngu như con lợn ấy. Thôi, thống cái lồn ấy, team mình nó đang xanh rồi, đánh cái lồn má, đánh chơi chiều đại nó cũng chết chứ. Non với lồn à, ngồi cãi nhau mệt với lồn. Thôi rồi, 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 thôi nào, lỗi mình bạn. Lỗi mình. Không lỗi bạn, lỗi ai nữa, tao lại mày luôn á, đi con, đi uống lậu, tao lại mày luôn à. Rồng đây. Lấy sao đó rồng mày. Tiên nó bốn thằng ở đó rồi kìa. Hình như có một mình là thằng Giang ở đây á. Rồng, có sai rồng, năm thằng rồi nè. Ăn rồng đi em ơi. Lấy đá luôn nè, năm đường nè. Ba đường nè. Có giải nha, chơi được. Làm đi, cái thêm làm đi. Sẽ bọc hàng đầu cho mày IVB mà. Hello anh em nhá. Mệt lắm. Nói chuyện với Minh Mập mệt lắm. Chưa cà phê sáng với tôi được không? Trời bay qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm mai đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Đôi khi mình dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau, vì duyên mình đã sai. Nhiều khi thích một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Chịu gồ đâu ta. Lưu luôn. Lưu lấy cái đầu, lưu lấy cái đầu, giữ được cái đầu. Cái đầu rất to, cái trần rất dài. Chịu gồ đợt này hay bị lỗi quá ta. Web chịu gồ lỗi liên tục.
Hello Viễn Thông nhá. Ok nha, chúc Quốc Thái sinh nhật vui vẻ nhá. Thoải mái đi người anh em. Không phải là thắng mấy trận là cười ngay, nhưng mà đánh đầu mẹ đánh nó đánh côn nó khó côn lắm bạn, đánh kỳ á, tốt là mình tự đánh nó dễ hơn. Làm AD nữa ạ, là AD nữa à? Giờ em đã là vợ người ta, người ta nói là em phải là bắn giòn nhỉ. Long thần toái, từng giọt nước mắt đắng giòn mạnh mà em đầu mẹ sợ đéo gì, Murat chắc đi top mà. Game nào thì chơi kèo nào ăn được con Murat á. Omen là team mình khỏe luôn. Ừ đúng rồi. Trần Hải. Đánh những bùm chào chào. Đúng vậy. Lu cây đậu luôn. Cái đấy chắc con này chắc em bảo đi được con được. Thế tử Nguyệt Tộc à? Thế tử Nguyệt Tộc là skin nào ta? Đấu má con không phải có lên sao là con cười đâu, nhưng mà đấu mà đánh phải nhận ra một cái điều các bạn, đánh đổ mẹ côn nó khó chơi lắm. Như chẳng hạn như mình côn cái thằng Minh Bản, nó bảo là vào cái pha cuối cùng á, có phải là pha đấy là win luôn rồi không, team nó ba thằng ít máu hết, nhưng mà nếu mà Minh Bản vào trước cái lúc đấy luôn á là team nó sẽ chạy không được. Minh Mập cãi mình, Minh Mập đồ máy đéo dám vào để nó chạy về, xong mình mới biết vào, xong theo mình tham thua combat tí nữa bị bọn nó lấy lại lợi thế. À mình đéo côn á là mình pha đấy mình chạy về được luôn. Mình tỉnh, nhưng mà mình đã côn rồi là mình đánh luôn, nó vào cái thế mình đéo thể chạy lui về được, nó tí bị lật kèo đấy chứ. Đánh côn khó đánh lắm. Tu liền Windy tù. Bằng. Army of One. Thằng tu lên nó lên thầy. Ê chắc lại phải tắt mic game này thôi các bạn. Nghe về SB nghe về kéo lú lò lam. Bình tĩnh thôi em đánh con SB đấy bình tĩnh thôi. Đúng rồi, đứng sát vào người nó luôn. Đúng rồi, rồi chơi. Ơ nó ngớ ngẩn nhở. Rồi đi à, má đúng xui luôn. Bật chế độ tắt mic thôi các bạn. Không đỡ được đâu. Lưu luôn. Data game này có chiều cuối này chơi được này. Hưởng cú nó đi rừng nó đánh không ở đi ganh lên đây khó chịu quá đái à. Má tem mình đường này đấu mẹ có ra ta không ganh đường này cứ ganh đường kia sợ vãi đái à. À ngủ quá. Tem mình đầu game có ra ta đánh đường dòng mạnh khỏe vãi đái đéo đánh nhục luôn. À tội rồi. Cẩm con này mà nó bang vào chạy chắc dễ đắp.
chơi mấy thằng lồn cún cáu lắm nha, đi rừng nó đéo vào ganh đường mình ta, sợ cái lồn luôn, đi đường dòng đấu mẹ lúa không là lúa. Sợ cái lồn này. Đớn đầu, đầu mẹ nó lết game thôi. Má ra ta để di chuyển sau cả tu len nữa đánh đổ mẹ nó. Cày ê. Má ra ta đầy máu đi lui về kìa. Bịt. Thôi rồi, farm tí rồi. Game này chắc lết game rồi các bạn. Nếu mà game này mà mình tắt mic mà mình gánh được game này thì đúng là đẳng cấp luôn các bạn. Đâu má nhìn cái đội hình này là nghe vậy. Nghi lắm. Cái lồn má nó đây rồi mà nó canh rồng chắc tem bạn nát con mẹ rồi. Sợ cái lồn. Mở mic lên chửi nhau thì nó lại địt mẹ. Vứt luôn game. Không sao mà. Bao nhiêu bảng này? 1k7. Vẫn chơi được. Lo game này, chắc phải lo game này cho anh em nể quá. Chắc phải lo lắng game này cho anh em nể thôi chứ còn đánh kiểu này là luôn luôn. Cúi mặt trước tòa. Một trăm năm chục thằng nhìn nhau rơi nước mắt. Thằng lồn cún đánh game sợ lắm các bạn. Địch mẹ nó cứ mò mò ở đâu ấy. Lồn nó bị ảo ấy lồn à. Bây giờ mà nó đi theo tem rồi ăn bao nhiêu mạng luôn rồi đấy. Cầm con AOE trên kèo con na mà nó cứ chạy đâu. Đầu mẹ bật mic lên là chắc đầu mẹ điên với nó luôn á. Khùng điên cái ngày luôn á. Cáu đéo chịu được. Sợ vai. Cái bài của anh cún Hero đấy các bạn. Đi, nó đi rừng lũ luôn. Con lồn này nó đi rừng nó farm nhiều quá đái à. Sợ lắm. 4k vàng, ra mạng thua, ra mạng 4k vàng. An rộng á, an rộng á. Kéo nó đi. Kéo hơi chậm tí mình chết luôn. Chắc phải lo lắng game này cho anh em xem nhở. Được không? Nhục luôn. Má nó búp giáp kìa, ui tiếc ấy, được đây, thú vị đây. Cay thật sự ạ. Dạ ta, hay ạ.
Ôi, được. Má mày không được hỗ trợ kìa. Ngon rồi. Ui. Má, quả đấy tiếc khoai đái các bạn. Đủ quá, quả đấy mà ăn được mạng, nó mạng suốt đau là mình giàu luôn á. Ui, omen. Không sao. Lui đi anh em. Ui, giờ ta bay trượt kìa. Ôi, kia lắc kìa. Ôi, tha đi, đừng chứ lắm. Mấy anh kia nó ạp cà. Chán quá nhở. Má thằng Na sấy cái đổ hoang cù xanh rái luôn. Tí à. Chán quá kìa mẹ tên bạn ạp cà đổ mẹ. Zabata Ibrahimovic. Nó vào kìa. Ui, đường dưới kìa. Má có xuyên giáp rồi nè. Má giờ ta đánh ẩu quá. Được không các bạn? Được không? Chắc lật kèo, game này chắc làm tí lật kèo ở mình cu xem thôi chứ. Nhợt lắm mình cu đợt đấy, nhợt lắm. Cái tuổi trẻ trông. Tôi có hiểu được đâu lăng cha lăng cha lăng. Thua ấy cùng ông bố xuống phố. Lùi nhẹ cái anh em. Hay à. Giờ vào đi, lên đi em. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau ngày em ra đi. Bước trên con đường xưa. Nhìn mưa
hơi sắc màu. Má nó đứng đầu ra đường mình cay ê, đủ ê, nhục luôn. Được đấy. Được rồi anh em ơi. Omen, Omen, Omen mà đánh khéo khéo win này, win chắc luôn. Thêm cái nành nữa thôi. Thêm một cái nành nữa thôi chắc là chết thằng châu nào luôn á. Một sấy ở mình cu mệt, mệt mỏi luôn á. Thôi đừng có thể hiện nữa. Ôi. Má, quẳng game quá. Lên kìa, lên kìa, lên kìa, lên kìa. Trời đã khuất phía xa chân trời. Màn đêm rơi rơi vào bóng tối. Có đâm mộ tan của thằng bạn tôi. Nó đã lìa đời khi vừa đôi mươi. Ôi xót thương thầy. Một kiếp tù đây. Ra anh em ơi, ra anh em ơi. Mình cụ chắc chưa hiểu vấn đề. Cái lồn má nó kéo. Thằng Zata nó bay vội quá. Chưa thua được. Mất cây sơ đép được. Thằng AD nó mất giáp hồi sinh rồi nè. Má đánh game mệt phết ai các bạn. Mắc bình ở đây. Lưu luôn. Đừng có lao ra, đừng có lao ra, đừng có lao ra. Tower has been destroyed.
Cố gắng hết sức rồi các bạn. Cố gắng hết sức rồi anh em ạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bó tay. Mệt mỏi. Bye anh em nhá, chúc em buổi chiều khỏe nhá, mệt. Anh em rút nhá.